Lưu Manh Đại Đế tập 2, Linh Giới, Hồn Giới, Yêu Giới Thuyết Minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đến ngày thứ ba, Võ Thiện Nhân mới lò dò ra ngoài nghe ngóng động tĩnh. Hắn lần la hỏi thăm vài người, thấy mọi chuyện đều bình thường, cuối cùng yên tâm vững dạ. Nghĩ đến tên công tử nhà giàu thích thật thà, trong lòng Võ Thiện Nhân có phần ái náy. Không biết gã họ thích có trốn thoát không? Mà thôi, chẳng nên nghĩ nhiều. Hắn dù có bị bắt, thì cũng không đáng ngại. Trong tay hắn có tiền, có chuyện gì mà không giải quyết được ngồi suy nghĩ vẩn vơ nửa buổi võ thiện nhân mới thoát ra khỏi mớ bỏng bong trong đầu lúc này hắn liền truyền âm liên lạc với lão kim vừa xuất hiện lão kim đã lên tiếng của trách ai nhóc con người bản tính không thay đổi chút nào chuyện gì cũng dám làm bây giờ ngươi đã là linh giả rồi không còn là đứa nhóc lông bông như hồi còn ở làng vũ đại nữa đâu võ thiện nhân cười ngượng ngùng khẽ đáp chỉ là chiều theo ý kiến của người hâm mộ thôi lần sau ta nhất định sẽ à không có lần sau không có lần sau. Chuyến này tuy có chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch không tệ, ngoài gốc thất diệp thảo mà lão Kim coi trọng, còn có chiếc hộp đựng 2000 linh thạch. Khác với tiền tệ lưu hành ở địa cầu, tại các hành tinh, giống như Đông Hòa Tinh, mọi người đều trao đổi hàng hóa với nhau bởi một thứ gọi là linh thạch. Linh thạch vốn là một loại khoáng thạch tồn tại trong tự nhiên, bản thân nó tràn ngập thiên địa linh khí, đối với người tu luyện có tác dụng cực lớn. Linh thạch sau quá trình sàng lọc tạp chất sẽ được gia công theo hình dáng nhất định kích thước to bằng đầu ngón tay cái linh giả khi tu luyện có thể tiến hành thu nạp nguồn linh khí tồn tại trong linh thạch đẩy nhanh quá trình tiến cấp tuy nhiên phương pháp này chỉ áp dụng cho cảnh giới nhân vực từ tướng cấp trở lên công hiệu rất nhỏ mà chỉ có con nhà quyền quý sầu nứt đố đổ vách mới dám sử dụng kiểu tu luyện phá của này quan trọng nhất linh thạch có công dụng làm nguyên liệu để chế tạo linh bảo linh cụ và linh trận cho nên linh thạch trở thành thứ quan trọng bậc nhất tại các hành tinh có giá trị rất cao Điều đặc biệt cuối cùng, linh thạch có chứa các nguyên tố nằm trong ngũ đại thuộc tính, bao gồm kim, mộc, hỏa, thủy, thổ nên sinh ra màu sắc tương ứng. Ví dụ như mộc linh thạch có màu xanh, hỏa linh thạch có màu đỏ, thổ linh thạch có màu vàng. Chiếc hộp lấy từ tay thích thật thà quả nhiên có chứa hai 000 linh thạch, đủ loại màu sắc. Nhớ đến chiếc túi thơm kỳ lạ kia, võ thiện nhân liền dò hỏi lão kim thì biết được đích xác đó là một kiện linh bảo không gian, tuy chỉ xếp vào hàng hạ đẳng, nhưng giá trị xa xỉ nghe nói đến cả vạn linh thạch. Đúng như trên gọi, bên trong linh bảo không gian có một không gian riêng biệt, giống như dương chứa đổ. Khi đã nhận chủ thì những người khác căn bản không thể mở ra, tuyệt đối là nơi cất giữ kho tàng tốt nhất. Nhìn thấy vẻ thèm thuồng hiển lộ trên mặt võ thiện nhân, lão kim liền bật mí, nhóc còn không cần ghen tị, ngũ hành giới chỉ là linh bảo hoàn mỹ, bên trong có không gian riêng. Chỉ cần ngươi tu luyện đến nhân vực cấp 5 liền có thể sử dụng Võ thiện nhân nghe vậy vô cùng mong chờ chỉ hận bản thân không thể nhanh chóng tiến cấp đúng rồi còn gốc thất diệp thảo thì sao đây võ thiện nhân tò mò hỏi đây không phải là thất diệp thảo mà là thất tâm thảo chẳng qua hình dạng của chúng rất giống nhau phương pháp phân biệt là khi truyền linh lực vào trên mỗi lá sẽ xuất hiện một chấm đỏ điều này không phải ai cũng biết đâu khà khà lão kim cười đáp võ thiện nhân tỏ vẻ nghi ngờ liền thực hiện theo phương pháp trên quả nhiên trên bảy chiếc lá liền xuất hiện bảy chấm màu đỏ có điều võ thiện nhân kiến thức nông cạn không biết vì sao gốc cây này lại được lão kim đặc biệt coi trọng thất tâm thảo này có gì khác lạ sao thất diệp thảo là một loại linh dược quý có tác dụng bồi dưỡng thân thể đả thông kinh mạch hiệu quả nhất trong việc chữa nội thương điều kiện sinh trưởng của thất diệp thảo là nơi có nguồn linh khí dồi dào vì vậy chúng thường mọc ở các mỏ linh thạch còn về thất tâm thảo có thể coi là vương giả trong loài thất diệp thảo trong hàng vạn cây thất diệp thảo sau vài trăm năm nếu may mắn sẽ xuất hiện được một gốc thất tâm thảo ngừng lại một lát Lão Kim nói tiếp, gốc thất tâm thảo này ngươi chia thành hai phần, phần củ dùng điều phối linh dược thì hiệu quả tốt nhất, còn bảy chiếc lá, chia làm bảy ngày, đem ngâm với nước, ngươi ngồi bên trong đó tu luyện, hiệu quả gấp mười lần so với bình thường. Gấp mười lần, võ thiện nhân trợn tròn mắt kinh ngạc. Nói như vậy, nếu hắn có hàng trăm gốc thất tâm thảo thì chẳng phải tu luyện như bay sao. Như đọc được suy nghĩ trong đầu võ thiện nhân, lão Kim liền bảo, thất tâm thảo vô cùng khan hiếm, không phải củ cài ngoài chợ với lại nó chỉ có tác dụng dành cho linh giả từ nhân vực cấp 10 trở xuống thôi. Nghe vậy, võ thiện nhân hơi thất vọng, nhưng nghĩ kỹ thì đây là lẽ dĩ nhiên, nếu ai cũng có thể thoải mái sử dụng thì chẳng khác nào thần vật nghịch thiên. Không biết gốc thất tâm thảo này giá bao nhiêu nhỉ, võ thiện nhân buồn miệng hỏi. Theo ta đoán, nếu là người biết xem hàng thì nhất định sẽ bán được vạn linh thạch, lão kim liền đáp. Nhiều vậy sao? Võ thiện nhân cười híp mắt, lần này xem như lời to, thích thật thà, nếu biết được chuyện này, không hiểu phản ứng sẽ ra sao. Đây là do người cam tâm tình nguyện đó nha. Hà hà. Trò chuyện với lão Kim xong, võ thiện nhân liền lập tức ra ngoài chuẩn bị. Không lâu sau, hắn mang về một chiếc thùng lớn, đặt ngay giữa phòng. Cách đỉnh viện không xa có con suối nhỏ chảy qua, võ thiện nhân hăm hở đi gánh nước, đổ đầy vào trong thùng. Đợi đến khuya, võ thiện nhân liền lấy ra thất tâm thảo, nát một chiếc lá rồi thảo vào thùng. Lá thất tâm thảo có màu vàng óng, vừa gặp nước bỗng hòa tan như bọt biển màu nước trong khoảnh khắc đã chuyển sang vàng võ thiện nhân vội chút bỏ quần áo người trần như nhậu nhảy ùm vào bên trong hắn có cảm giác xung quanh mình ngập tràn thiên địa linh khí nguồn linh khí này không tồn tại mãi mãi mà sẽ dần dung nhập vào không gian còn không mau tu luyện đi lão kim hối thúc võ thiện nhân bừng tỉnh vội vàng vận chuyển ngũ hành linh quyết tiến hành tu luyện không thể lãng phí của trời lời lão kim nói quả không sai thùng nước này sau khi hòa tan lá thất tâm thảo ẩn chứa một nguồn linh khí nồng đượm Cực kỳ tinh thuần, võ thiện nhân chỉ cần hít vào một hơi đã hơn bên ngoài gấp 10 lần. Sau lần đầu gặp biến cố đầu tiên, kể từ đó, võ thiện nhân khi tu luyện đều vô cùng cẩn trọng. Theo phương pháp ngũ hành linh, quyết, từng dòng linh khí chậm rãi bị hấp thu, chuyển hóa thành chân linh khí rồi đổ cả về đan điền. Quá trình tu luyện liên tục không ngừng. Lúc này, võ thiện nhân đang ở bình cảnh nhân vực cấp 2, chỉ còn cách nhân vực cấp 3 một tia nhỏ, nháy mắt đã qua một đêm. Đến sáng, võ thiện nhân chợt bừng tỉnh, Thần sắc vui mừng, đột phá nhân vực cấp 3, thành công. Bản thân Võ Thiện Nhân vốn đã đặt một chân vào nhân vực cấp 3, vì vậy lần tấn cấp này diễn ra hết sức thuận lợi. Võ Thiện Nhân cúi đầu nhìn, thấy nước trong thùng sau một đêm đã chuyển về màu trắng đục, linh khí bị hắn hấp thu cạn kiệt. Thất Tâm Thảo quả nhiên lợi hại, không rõ sau khi dùng hết 6 lá còn lại thì sẽ đạt đến cấp bậc nào. Nếu tính toán theo lời lão Kim, 7 lá Thất Tâm Thảo sẽ giúp hắn rút ngắn thời gian tu luyện trong hơn 2 tháng xuống còn 7 ngày võ thiện nhân vươn mình đứng dậy bước ra bên ngoài hít khở không khí sau khi dùng bữa sáng hắn lập tức thay một thùng nước mới ngắt thêm một lá thất tâm thảo bỏ vào tiếp tục nào võ thiện nhân tinh thần phấn chấn hăng hái nhảy vào trong thùng cứ như vậy ba ngày sau khi dùng đến lá thất tâm thảo thứ tư võ thiện nhân tiếp tục đột phá chính thức trở thành linh giả nhân vực cấp 4. nghe lời lão kim để tránh việc tiến cấp quá nhanh làm ảnh hưởng đến căn cơ võ thiện nhân đành kìm nén sự sung sướng nghỉ xả hơi vài ngày nhân dịp này võ thiện nhân liền quyết định ra ngoài một chuyến nằm ở phía nam ngoại viện thánh viện cho xây dựng một công trình vô cùng bề thế chính là linh bảo đường là nơi tập hợp đầy đủ thông tin về linh bảo phía trước linh bảo đường có một khoảng sân rộng ngay chính giữa có dựng một tấm bia đá khổng lồ khi võ thiện nhân đến nơi vây quanh tấm bia đá có không ít người thấy hiếu kỳ hắn liền tiến đến gần phát hiện trên đầu tấm bia có đề hàng chữ hạ bằng linh bảo ngay bên dưới là 100 cái tên của môn sinh. Trước khi đến đây Võ Thiện Nhân đã tìm hiểu qua, tấm bia này là nơi bài danh của 100 môn sinh trong 8 khu ngoại viện. Họ là người đứng đầu khi thông qua khảo thí phân biệt nguyên liệu luyện chế linh bảo. Đông Hòa Tinh, trong vô số chức nghiệp, linh bảo sư là cao quý nhất, được vạn người kính ngưỡng. Lại nói, linh bảo không phải ai cũng có thể luyện chế thành công, muốn luyện chế linh bảo, yêu cầu lĩnh ngộ vô cùng cao, gần như khiến cho con người ta phải tuyệt vọng. Theo phân chia cấp bậc của linh bảo, Linh bảo sư cũng bao gồm năm thứ hạng là hạ đẳng linh bảo sư, trung đẳng linh bảo sư, thượng đẳng linh bảo sư, địa tôn và thiên tôn. Linh bảo sư, dù là hạ đẳng cũng vô cùng hiếm hoi, nghe nói trong thánh viện cho đến hôm nay, xếp hạng cao nhất là một vị thượng đẳng linh bảo sư, địa vị cực lớn, còn về cấp bậc địa tôn, ngay cả trên Đông Hòa Tinh cũng chưa từng xuất hiện qua. Đúng lúc này, bỗng một chàng âm thanh huyên náo bùng nổ. Trời ơi, Lê Đình Mẫn sư huynh thành công từ cấp 5 lên cấp 3 trong hạ bảng võ thiện nhân theo hướng chú ý của mọi người nhìn về tấm bia đá phát hiện hàng thứ năm bỗng phát sáng một thoáng liền nhảy vọt lên hàng ba hiện lên cái tên lê đình mẫn điều khiến võ thiện nhân bất ngờ là ngay hàng thứ hai khi nhìn kỹ là một cái tên quen thuộc thanh hằng thanh hằng không phải là nàng ta đó chứ võ thiện nhân ngờ ngợ nhớ đến vị cô nàng thanh hằng nhiều duyên nợ kia một lát từ trong linh bảo đường bước ra một thân ảnh là một gã thanh niên mặt vuông sáng người cao lớn lập tức hơn một trăm môn sinh đứng trên sân liền nhao nhao xông đến vây quanh hướng về gã thanh niên hết lời tán dương chúc mừng lê đình mẫn sư huynh tấn cấp thành công lê đình mẫn sư huynh ẩn giấu thật sâu một hơi tiến liền hai cấp lê đình mẫn sư huynh tuổi trẻ tài cao tương lai sẽ mau chóng trở thành hạ đẳng linh bảo sư à chúc mừng sư huynh gã thanh niên lê đình mẫn trở thành tâm điểm mặt mày vui vẻ hắng giọng nói ha ha chỉ là may mắn thôi mọi người quá khen rồi trong tiếng tung hô của mọi người thần sắc của hắn lại trái ngược với lời nói dáng điệu vô cùng kiêu căng tự mãn mẫn sư huynh có thể chỉ cho muội vài điểm về hòa miêu thạch được không một nữ sinh đánh bạo đến gần nhỏ giọng nói lê đình mẫn liếc thấy nữ sinh gương mặt xấu xí dáng người thô kệch thì trong lòng khinh thường điền canh kiệu nói hư hỏa miêu thạch chỉ là nguyên liệu vô cùng đơn giản đừng làm phiền đến ta hắn cố tình nạt lớn lời nói tuy bình thường nhưng ẩn ý bên trong là quá rõ ràng ám chỉ nữ sinh này đầu óc ngu độn ha ha hỏa miêu thạch ta đây cũng biết đã xấu còn không biết phấn đấu chuyện đơn giản này mà cũng dám mở miệng làm phiền lê đình mẫn sư huynh đám đông thay nhau công kích phá lên cười ầm ĩ nữ sinh mặt mày đỏ bừng ôm mặt khóc nức nở vội chạy khỏi nơi này chứng kiến tất cả võ thiện nhân thấy rất ngứa mắt trong đầu nảy ra một ý bèn len lỏi giữa đám đông bịt chặt mũi hét toáng lên con bà nó chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao lê đình mẫn đang đắc ý bỗng nghe có người lên tiếng châm biếm mình hai mắt lóe hàn quang khốn kiếp là người nào vừa nói võ thiện nhân hét xong đã nhanh chân chạy tót ra chỗ khác giả bộ ngó nghiêng tìm kiếm nhìn thấy sắc mặt lê đình mẫn đen như đít nồi, trong lòng hắn hả hê chính là hắn ta nghe thấy hắn nói xấu mẫn sư huynh đột nhiên một nam sinh từ đâu nhảy ra chỉ thẳng tay vào võ thiện nhân tố cáo lập tức hơn trăm cặp mắt nghi ngờ rời sự chú ý về võ thiện nhân bị bắt gian tại trận võ thiện nhân chột dạ vội nhảy dựng lên quát lớn đồ vu khống mẫn sư huynh anh tuấn bất phàm thiên tư thông tuệ khí độ oai phong nào chỉ bài danh hạng ba phải là hạng nhất mới xứng đáng ta vô cùng hâm mộ mẫn suy huynh ngươi là ai sao dám vu oan giá họa hắt phân bẩn vào ta thấy võ thiện nhân mồm loa mép dài lê đình mẫn trao mày quay sang nhìn nam sinh truy hỏi ngươi dám khẳng định không nam sinh bị áp lực từ bốn phía nhìn vào hai chân muốn nhũn ra lắp bắp nói ta ta thấy bóng lưng lúc hắn chạy đi nghe vậy võ thiện nhân thở phào nhảy bổ tới gân cổ gào lên mẹ nó ta thấy bên đó chật trội mới mới qua bên này vậy mà ngươi lại ngậm máu phun người ngươi có dám nhắc lại câu vừa nãy cho mọi người nhận giọng không nam sinh đối lý nhưng vẫn cắn răng truy hỏi tới cùng thằng ngốc này đã vậy ông chơi cho mày chết luôn hắc hắc lúc nói câu vừa rồi võ thiện nhân đã cố tình bóp méo giọng vậy nên hắn chẳng những không sợ mà ngược lại trong lòng còn cảm thấy đề nghị này của gã nam sinh thật quá tuyệt vời. Có gì không dám, người rửa tai mà nghe cho kỹ đây. Con bà nó, chỉ là hạng ba mà vanh váo vậy sao? Con bà nó, chỉ là hạng ba mà vanh váo vậy sao? Con bà nó, chỉ là hạng ba mà vanh váo vậy sao? Võ thiện nhân ngoác mồm ra mà hét, lần này, hoàn toàn là, quang minh chính đại, nên hắn không hề cố kỵ chút nào. Đó, ngươi còn muốn nghe nữa không? Riêng về khoản đấu võ miệng, thì võ thiện nhân rất tự tin, đếch sợ bố con thằng nào. Gã nam sinh chẳng ngờ diễn biến lại thành ra thế này, vò đầu bứt tai không biết nên làm sao cho phải. liếc nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Lê Đình Mẫn đang nhìn qua, gã chỉ muốn quỷ sụp xuống đất. Mọi chuyện đã sáng tỏ, ta hoàn toàn trong sạch, xin mọi người làm chủ, lấy lại công bằng cho ta, võ thiện nhân tỏ vẻ uất ức, khẩn thiết nói. Đám đông trợn tròn mắt, xem thái độ phòng trừng kẻ tình nghi nhất chính là hắn rồi, nhưng không bằng không chứng, biết phân xử thế nào đây. Thôi đủ rồi, người im miệng cho ta lê đình mẫn mặt xanh như tàu lá tức đến run người cố nén cơn giận bỏ lại một câu rồi rời đi ngay đám đông thấy hết trò vui liền lục đục giải tán chẳng mấy chốc trên khoảng sân rộng chỉ còn lại một mình võ thiện nhân hắn nhìn ngó xung quanh bày ra bộ dáng cao thủ cô đơn lắc đầu than thở không nên trách ta ta chỉ là đáp ứng theo yêu cầu của người hâm mộ thôi đứng một lúc võ thiện nhân thầm nghĩ ta cũng ngó xem linh bảo đường có gì đặc biệt bước chân vào Võ thiện nhân thấy bên trong bày biện bàn ghế đơn giản, có vài tốp người đang trụng đầu thì thầm to nhỏ. Ở một góc khuất, một vị lão già đang ngồi, tay cầm một cuốn sách chăm chú theo dõi. Khi võ thiện nhân đi vào, chân mày lão khẽ động, ngừng đầu nhìn thoáng trong giây lát. Chỉ là, nếu tình ý sẽ phát hiện đôi mắt lão khẽ lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Võ thiện nhân phỏng đoán lão chính là người cai quản linh bảo đường. Hắn không vội, liền tìm một chỗ trống âm thầm quan sát chung quanh. Linh bảo đường, trên bốn vách tường có hơn một trăm cánh cửa được dựng lên không biết là thông đến địa phương nào thỉnh thoảng cánh vài cửa bật mở môn sinh bước ra có kẻ thì vui mừng hớn hở có kẻ thì cho mày ủ rũ xem xét một hồi võ thiện nhân đại khái đã đoán ra quy củ nơi đây liền tiến đến gần lão già kia chắp tay tươi cười nói đệ tử là người mới đến xin được thỉnh an tiền bối thẻ bài lão già không hề để ý thái độ của võ thiện nhân chỉ buông một câu gọn lòn võ thiện nhân khẽ vâng dạ vội mang ra tấm thẻ bài chứng minh thân phận mà Thanh Hằng đã đưa trước đó không lâu. Lão giả xem qua, liền lấy từ trong người một khối ngọc giản màu xanh, hình dáng có phần giống như một đoạn ống tre, ném cho võ thiện nhân nói, đây là hạ quyền linh bảo, khi nào hiểu được nó thì quay trở lại đây. Võ thiện nhân tiếp nhận ngọc giản, thấy đối phương thái độ lạnh nhạt, đành cúi người hành lễ, rồi nhanh chân rời khỏi linh bảo đường. Về đến đình viện, võ thiện nhân trong lòng còn hậm hực, bảo, cái lão giả đó tình tình thật là cổ quái không phải sống lâu đến mụ đầu rồi đấy chứ đúng lúc này bỗng giọng lão kim vang lên nhóc con đừng nên coi thường hắn tuy hắn ẩn tàng tu vi bề ngoài chỉ bày ra là tướng cấp sơ kỳ nhưng ta đại khái có thể đoán cảnh giới thực sự của hắn thánh cấp trung kỳ hẳn là không sai biệt thánh cấp trung kỳ võ thiện nhân giật nảy mình đạt đến cấp bậc này ở đông hòa tinh đã chân chính xếp vào hàng cường giả đặt trong thánh viện thì địa vị cũng vô cùng cao vì sao người này lại cố tình ẩn tàng thực lực lại còn cam tâm tình nguyện canh giữ linh bảo đường. Xem ra trong chuyện này nhất định còn có bí mật ẩn giấu, chỉ là Võ Thiện Nhân không quá để ý, dẫu sao đây là việc của thánh viện, bản thân hắn chỉ cầu bình an yên ổn, không muốn mua dây buộc mình. Ổn định lại tinh thần, Võ Thiện Nhân liền lấy ngọc giản hạ quyền linh bảo ra xem xét. Khoảng nửa ngày sau, khi đã tìm hiểu tường tận nội tình bên trong, Võ Thiện Nhân mới đặt hạ quyền linh bảo xuống, thần sắc khẽ động, không ngờ muốn luyện chế linh bảo lại khó khăn đến vậy cũng khó trách trên thế gian này hiếm khi xuất hiện được một vị linh bảo sư trong hạ quyền linh bảo có ghi chép đầy đủ thông tin của một vạn loại nguyên liệu khác nhau linh bảo đường chính là nơi khảo nghiệm kiến thức của môn sinh trong việc am hiểu các loại nguyên liệu này nhưng đây cũng chỉ nói lên ngộ tính của linh giả đối với thiên bảo tài vật không nhất định sẽ luyện chế thành công linh bảo chỉ là hạ quyền đã có một vạn loại nguyên liệu không rõ trung quyền và thượng quyền số lượng bao nhiêu võ thiện nhân khẽ trao mày việc này nếu truyền âm hỏi lão kim nhất định sẽ có câu trả lời cơ mà võ thiện nhân lại không muốn có những chuyện hắn muốn bản thân tự khám phá đi bằng chính đôi chân của mình nghĩ đến vẻ kiêu căng của gã lê đình mẫn võ thiện nhân vỗ ngực nói ta có thể không luyện chế được gia linh bảo nhưng bài danh trên hạ bảng chắc là không thành vấn đề chỉ là hạng ba mà dám vênh váo trước mặt ta sao hư ta sẽ lấy hạng nhất về hù chết các người kể từ hôm đó mỗi ngày võ thiện nhân vùi đầu vào việc nghiên cứu hạ quyền linh bảo nhưng nói thì dễ nhưng bắt tay vào làm thì mới thấy được cái khó bạn đang xem Lưu Manh Đại Đế được thuyết minh tại kênh YouTube Di các Phim. Truy cập kênh YouTube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com/ecab phim viết liền không giấu nhé. Những nguyên liệu ghi chép trong hạ quyển số lượng một vạn. Ngoài ra mỗi loại lại sinh ra hàng trăm biến hóa, đặc tính khác nhau. Có những loại phối hợp với nhau sẽ sinh ra công dụng đặc biệt, nhưng cũng có những loại tương khắc phá hủy nhau. Vì vậy nếu không hiểu tường tận về bản chất thì rất dễ nhầm lẫn. Võ thiện nhân tuy có phần sốc nổi, lại có chút lưu manh nhưng trong việc này không ngờ rất tỉ mỉ, cố chấp. Khác với việc ghi nhớ đơn thuần, võ thiện nhân trước mắt dành thời gian xem qua hết thảy một vạn nguyên liệu. Việc này, vậy mà kéo dài đến hơn một tháng. Quá trình này diễn ra rất chậm. Cho đến một ngày, võ thiện nhân ở lì trong phòng, mắt đầy tơ máu, trong đầu không ngừng hiện lên một vạn nguyên liệu nằm trong hạ quyền linh bảo. Khác với cách đi thông thường, phương pháp của hắn là phân chia một vạn nguyên liệu thành 10 tổ hợp, mỗi tổ hợp lại phân thành 10 nhóm nhỏ trong mỗi tổ hợp và nhóm hắn cố gắng liên kết và sâu chuỗi các loại nguyên liệu lại với nhau nhờ vậy khả năng ghi nhớ và phán đoán sẽ chính xác hơn rất nhiều đối với từng loại nguyên liệu cụ thể võ thiện nhân còn thử tiến hành suy diễn biến hóa phân biệt đúng sai dự đoán khả năng phối hợp tương sinh tương khắc cho đến khi nào cảm thấy hài lòng mới dừng lại loại chuyện tự thân suy diễn này hiếm có ai mới bước chân vào mà dám thực hiện nếu để cho hàng ngũ linh bảo sư biết được nhất định là sẽ kinh hãi vô cùng người nào tâm tính không kiên định phòng trường khó mà kiên trì nổi, rất dễ tổn thương tinh thần, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Con bà nó, quá khó, không ngờ còn khó khăn hơn ta tưởng rất nhiều, ta bỏ nhiều công sức như vậy, nhưng cũng chỉ nghiên cứu thấu triệt được 300 loại nguyên liệu. Theo tiến độ này muốn ghi nhớ hết hạ quyền linh bảo thì cần đến vài năm. Ai? Võ thiện nhân than thở. Chỉ là, võ thiện nhân không biết, tuy chỉ là 300 loại, nhưng với bản chất cốt lõi thì đã vượt xa người thường rất rất nhiều. Cũng đến lúc tấn cấp nhân vực cấp 5 rồi nghĩ đến chuyện quan trọng trước mắt võ thiện nhân đành gác việc tìm hiểu nguyên liệu linh bảo sang một bên nghỉ ngơi một ngày để hồi phục tinh thần hôm sau võ thiện nhân chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết rồi lấy cho người ra một lá thất tâm thảo theo phương pháp cũ tiếp tục tiến hành tu luyện ba ngày sau lá thất tâm thảo thứ bảy cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất sau khi sử dụng liên tiếp ba lá thất tâm thảo võ thiện nhân đã chạm đến bình cảnh chỉ còn thiếu một chút là đột phá đối với linh giả nhân vực cấp 5 là một cột mốc vô cùng quan trọng, chỉ khi đạt đến cấp bậc này mới được coi là linh giả chân chính. Đến nhân vực cấp 5, linh giả có thể tiến hành tu tập linh thuật, nhờ vậy khả năng khống chế các loại thuộc tính tăng tiến vượt bậc. Lúc ấy, võ thiện nhân có thể câu thông với không gian trong ngũ hành giới chỉ, hắn rất mong chờ điều này, nóng lòng muốn tiến cấp. Đáng tiếc là bảy lá thất tâm thảo đã dùng hết sạch, biết đi đâu mà tìm kiếm được một vật tương tự đây. Võ thiện nhân bỗng nhớ đến một thứ, hai mắt sáng rực lên, vỗ đùi cái đét cười nói tí nữa thì quên mất ta còn bộ củ thất tâm thảo mà lão hồ ly từng nói tốt nhất là mang đi chế luyện linh đan thôi thì ta ăn sống tuy kém một chút nhưng nhất định có thể đột phá lục lọi trên người một hồi võ thiện nhân móc ra củ thất tâm thảo trần trừ một thoáng hắn liền đưa lên miệng cắn một phát ngập răng ồ mùi vị không tệ củ thất tâm thảo vị thanh mát không ngờ lại khá ngon miệng võ thiện nhân một hơi chén sạch đến cọng rễ cũng chẳng trở lại một lát võ thiện nhân cảm nhận trong cơ thể một luồng khí nóng bốc lên hắn vô cùng vui mừng vội vàng điều chỉnh về trạng thái tốt nhất chuẩn bị tiến hành trùng kích vào nhân vực cấp 5. tu luyện theo phương pháp của ngũ hành linh quyết hai canh giờ sau ngay tại vị trí võ thiện nhân đang ngồi lấy hắn làm trung tâm bỗng xuất hiện một đốm sáng chỉ trong nháy mắt đã phình to giống như một quả cầu ánh sáng bao bọc toàn bộ thân thể sau đó tiếp tục bành trướng thắp sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng rồi sau đó lan ra đến chừng hơn chục trượng mới ngưng lại cũng may nơi của hắn nằm cuối đỉnh viện ít có người lui tới nên không có ai phát giác điểm bất thường ngay bên trong quần sáng thiên địa linh khí như bị kích thích bất ngờ nhằm võ thiện nhân lao đến rồi vọt thẳng vào bên trong cơ thể võ thiện nhân không dám chậm trễ gầm nhẹ một tiếng vội vàng đảo tay bắt quyết thu gom toàn bộ luồng linh khí đang bạo động cấp tốc lùa chúng chạy cả vào trong kỳ kinh bát mạch bước đầu đã thành công không quá vội vàng Võ Thiện Nhân chậm rãi thúc ép nguồn linh khí đi theo một vòng quỹ đạo của Ngũ Hành Linh Quyết. Một lát sau, sắc mặt Võ Thiện Nhân ngưng trọng, luồng linh khí to dày, thô bạo hiện đã được chuyển hóa hoàn toàn thành chân linh khí, sắp sửa đổ về đan điền, một khi dung nhập thành công vào khí hải, nhất định sẽ đột phá cảnh giới nhân vực cấp 5. Vì gấp rút cưỡng ép linh khí nên bên trong cơ thể, kinh mạch hiện đã trương phồng lên, điều này khiến Võ Thiện Nhân toàn thân đau đớn, mồ hôi tuôn thấm đẫm cả sống lưng. Đây là thời khắc mấu chốt hắn cố cắn răng chống chịu tinh thần không dám buông lòng tất cả đều hoàn hảo khẽ hít một hơi thật sâu võ thiện nhân nhẹ nhàng điều khiển tia chân linh khí cuối cùng rót vào đan điền oanh đan điền vốn đã đến cực hạn khi tia chân linh khí kia vừa tiếp xúc liền văng lên một tiếng nổ lớn sau vài nhịp thở ngắn ngủi đan điền phát sinh một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất không gian vốn đang chật hẹp bỗng được nới rộng tăng lên gấp đôi so với ban đầu con bà nó thành công ha ha võ thiện nhân sung sướng cười phá lên nhưng ngay khoảnh khắc này trong đầu võ thiện nhân bỗng lóe lên một tia chớp kỳ dị đại não ẩm vang một tiếng nổ kịch liệt thần chí một thoáng bị lạc đi vừa mở mắt đã thấy cảnh tượng xung quanh biến hóa võ thiện nhân thấy mình đang ở trong một vùng không gian không thấy đâu trời đất khắp nơi chỉ tồn tại một màu trắng xóa mẹ ơi đây là thiên đàng hay địa ngục võ thiện nhân hoảng hốt run rẩy nhìn bốn phía chung quanh võ thiện nhân vội gào thét truyền âm cho lão kim nhưng kỳ lạ thay dường như sự kết nối giữa hắn và lão đột nhiên biến mất bỗng nhiên ngay phía trước mặt võ thiện nhân hiện lên một bóng người lờ mờ theo phản xạ hắn vội phóng người lùi lại đằng sau hét toáng lên a có ma cứu mạng lập tức một thanh âm yếu ớt cất lên xin chào người trẻ tuổi chờ đợi bao nhiêu vạn năm cuối cùng lại có thêm một người nữa đến được nơi đây võ thiện nhân vốn tính nhát gan hoảng quá vội chạy biến đi gào lên bảo thôi thôi người cứ ở đó mà chờ tiếp đi Ta không phải cố ý muốn đến đây đâu." Nghe xong, thân hình người bí ẩn khẽ run rẩy, rồi than nhẹ một tiếng, biến mất tại chỗ. Võ Thiện Nhân chạy một khoảng khá xa, quay đầu lại không thấy đối phương đâu, chưa kịp vui mừng thì ngay bên cạnh, bóng người bí ẩn lại đột nhiên xuất hiện. Võ Thiện Nhân nhảy tránh ra xa, đang định chuyển sang hướng khác thì bỗng cảm thấy toàn thân đông cứng như đá tảng, không cách nào nhúc nhích. Võ Thiện Nhân dùng mình, giả bộ khóc toáng lên, "Lão ma đại ca, xin hãy tha cho ta đi." ta chỉ là đứa trẻ đáng thương mà thôi hu hu nhân vật bí ẩn lên tiếng trấn an đừng sợ ta không làm hại ngươi đâu tuy khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng võ thiện nhân không thể nào nhìn thấu diện mạo đối phương hình bóng đó rất giống con người nhưng không hề mang chút sinh khí khẽ chập chờn lóe sáng dường như có thể biến mất bất kỳ lúc nào lúc này võ thiện nhân cố kìm nén sự sợ hãi đánh bọ hỏi lão ma đại ca à không lão tổ tông ngài là ai ta là ai ai là ta ôi chao sao ta lại không nhớ nhỉ thân ảnh thần bí khẽ động bộ dáng mơ mơ hồ hồ lát sau võ thiện nhân nghe thấy tiếng thở dài ai ta là ai chính bản thân ta cũng không nhớ rõ phải rồi hình như ta thuộc về một kẻ nào đó lâu quá rồi ta không thể duy trì được nữa sắp đến thời khắc tan biến may mắn ngươi đến vừa kịp nếu không sẽ chẳng thể gặp được ta nghe đối phương lẩm bẩm võ thiện nhân trong đầu mù mịt cảnh giác dò hỏi lão tổ tông của ta đây là nơi nào vậy? Rất nhanh, thân ảnh kia liền đáp, đây chính là không gian thức hải của người. Thức hải, đó là cái gì? Đây là lần đầu tiên võ thiện nhân nghe thấy hai từ đó nên hỏi lại ngay, chuyện này, hắn cũng chưa từng nghe lão kim đề cập đến. Thức hải chính là biển ý thức của linh giả, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng tiến vào, chỉ có cảnh giới từ thần cấp mới có cơ hội cộng thông được với thức hải, nhân vật bí ẩn chậm rãi đáp. Thấy sự lạ, võ thiện nhân dường như quên cả sợ, nhao nhao hỏi, nhưng ta mới chỉ là nhân vực, sao lại vào được đây? Người kia cười ha hả, không còn vẻ u mê như ban đầu, tỉnh táo nói. Người tu luyện ngũ hành linh quyết, một khi thành công đột phá nhân vực cấp 5, sẽ lập tức được ngũ hành giới chỉ câu thông đến thức hải. Nói là vậy xong hiện tại ngươi chỉ có thể tiến vào mà thôi, vẫn chưa đủ khả năng để kiểm soát thức hải. Ngũ hành linh quyết, ngũ hành giới chỉ. Võ thiện nhân còn đang ngơ ngác, thì thanh âm nhân vật bí ẩn lại đều đều vang lên. Mọi thứ ta đã quên gần hết, chỉ nhớ trước khi gặp người cũng đã có một kẻ tiến vào được đây bao năm qua chỉ xuất hiện được hai người linh mạch hoàn mỹ thật quá khó khăn a à. võ thiện nhân không hiểu trong lòng lầu bầu cái quái gì mà linh mạch hoàn mỹ dường như thân ảnh kia chẳng thèm quan tâm cảm xúc của hắn vẫn điềm nhiên nói ta chỉ còn nhớ sự tồn tại của ta ở đây là vì một sứ mệnh đó là truyền thụ cho người tiến vào được đây hai bộ linh thuật là long hổ thần quyền và cửu chân tinh thần nghe đến đó hai mắt võ thiện nhân sáng rực lên linh thuật chính là thứ mà hắn khao khát bấy lâu nay nhân vật bí ẩn khẽ động thân ảnh giọng điệu kiêu ngạo nói long hổ thần quyền và cử chân tinh thần là hai bộ linh thuật tâm đắc nhất của ta kết hợp tu luyện về quyền pháp và tinh thần lực một khi ngươi có thể tu luyện đến đỉnh phong thiên hạ vô địch giới thiệu chỉ đơn giản nhưng đủ khiến cho võ thiện nhân hít thở khó khăn trái tim đập bình bịch muốn văng ra ngoài lồng ngực dám vũ ngực khẳng định là thiên hạ vô địch nhất định uy lực của hai bộ linh thuật này cực kỳ cường đại Ngươi hãy nhìn cho kỹ ta chỉ còn đủ tinh thần lực để thi triển long hồ thần quyền một lần duy nhất dứt lời bóng người bí ẩn liền vọt lên không trung thân ảnh hiện rõ ràng hơn thủ pháp kết xuất kỳ dị bỗng phía sau lưng hai bên tả hữu hình thành hư ảnh hai loại cổ thú điên cuồng gào thét âm thanh vang vọng khắp phiến thiên địa lúc này võ thiện nhân đã cử động được bình thường mồm há to như quả trứng đó là võ thiện nhân mở căng hai mắt nhận ra hai hư ảnh kia đích thị là tồn tại trong truyền thuyết là bạch hổ và thanh long Mặc dù không nhìn ra được cái gì kỳ quái, nhưng võ thiện nhân lại tỏ ra cẩn trọng hơn nhiều, vì hắn mơ hồ nhận thấy một dao động lờ mờ mà lại rất cường đại toát ra. Thân ảnh trên không nhẹ nhàng nguyên truyền, thoát ẩn thoát hiện, tùy tâm sở dục phát ra quyền thế. Khi thu về, lúc đánh ra, chiêu thức mạnh mẽ, uy lực và đường hoàng. Thoạt nhìn tuy đơn giản nhưng võ thiện nhân cảm nhận bộ linh thuật long hổ thần quyền này bá đạo vô cùng, quyền pháp nhanh nhẹn, tự do, phong cách phóng khoáng, uy lực cường đại mỗi chiêu thức đánh ra ẩn chứa uy năng của hai loài cổ thú thanh long bạch hổ đối diện cảnh này võ thiện nhân thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé giống như con kiến hôi trong mắt đối phương chỉ cần một ý nghĩ liền dễ dàng diệt sát không cách nào có thể phản kháng bỗng nghe một tiếng hét lớn long hổ thần quyền đệ cửu thức long hổ phong vân hội thân ảnh lao vút lên toàn thân phát ánh hào quang thật giống như một vị thần viễn cổ hai đầu thanh long bạch hổ lao thẳng đến vươn trào vỗ về phía trước một cái trong không trung vang lên hai tiếng long ngâm hổ gầm âm thanh vang vọng phẳng phất nét gì đó cổ xưa võ thiện nhân nghe mà giật bắn mình thần xác càng thêm trịnh trọng ngay khi âm thanh đó vang ra không gian run rẩy hắn cảm nhận thấy một áp lực kỳ lạ vô song bông một tiếng nổ cực lớn vang lên không gian vốn chỉ có một màu trắng xóa bỗng đột nhiên biến hóa gió nổi mây phun thiên uy tràn ngập khắp bốn phương tám hướng khoách tán từng tấc không gian trời đất như bị xé rách bị một quyền làm cho vạn vẹo biến dạng, lực công phá vô cùng cường đại, mang đến một uy thế chấn áp thiên địa. Lúc lâu sau, linh thuật mới dần dần tan biến, hình bóng bạch hổ, thanh long cũng biến mất, võ thiện nhân mới tỉnh táo lại, ánh mắt tràn ngập rung động sợ hãi. Đó là long hổ thần quyền sao? Võ thiện nhân thì thào, hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng, bỗng hai tay khẽ hợp lại, trong đầu tiến hành ghi nhớ và suy diễn các động tác mà thân ảnh thần bí vừa thi triển. Bản thân hắn từng có kinh nghiệm trong chuyện này nhờ việc nghiên cứu nguyên liệu linh bảo, nên không quá khó khăn. Lúc này, tinh thần võ thiện nhân không ngừng biến ảo, khắc sâu bộ quyền pháp vào trong trí nhớ, hắn như say mê, rồi mơ hồ di chuyển, hai tay bắt quyền, thuận thế đánh ra. Tuy quyền pháp võ thiện nhân đánh ra khá giống với bóng người bí ẩn, nhưng uy lực cách biệt một trời một vực, về cơ bản, hắn chỉ có thể mô phỏng những động tác bên ngoài, chưa thể hiện được cái thần thái bá đạo của Long Hồ thần quyền. Bóng người bí ẩn đã hạ xuống mặt đất, nhìn thấy trạng thái của võ thiện nhân khẽ trầm ngâm nhưng không can thiệp đến mặc nhiên cho hắn tùy hành động không lâu sau thân hình võ thiện nhân ngừng lại khẽ thở dài một hơi hắn cảm thấy thực sự khiếp sợ long hổ thần quyền hòa quyện giữa sự mạnh bạo cương mãnh dồn dập như sấm sét nhưng lại uyển chuyển mượt mà cực kỳ thâm ảo người có thể sáng tạo ra bộ linh thuật này hẳn phải là một kỳ tài ngạo thế tồn tài nghịch thiên quả không hổ danh là thiên hạ vô địch võ thiện nhân thầm nhận định Ha ha, thể chất hơi kém, nhưng không ngờ tư chất không tệ, chỉ nhìn qua một lần liền ghi nhớ được ngay. Tuy nhiên, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, chưa thực sự phát huy được uy lực chân chính của Long Hồ Thần Quyền. Lĩnh ngộ Long Hồ Thần Quyền không phải dễ dàng trong ngày một ngày hai, bản thân ngươi cần chăm chỉ luyện tập, về sau muốn đại thành cần có kỳ duyên và cảm ngộ, không nên quá gượng ép." Nghe bóng người thần bí nói, Võ Thiện Nhân âm thầm gật đầu, xem ra độ khó khăn còn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Lại nghe người kia nói tiếp, "Ai tinh thần lực của ta đã cạn, đã đến lúc phải rời đi. Nói đến đó, thân ảnh ngày một mơ hồ, chập chờn ẩn hiện, có vẻ như không kiên trì nổi nữa rồi. Lúc này, võ thiện nhân đã hết sợ hãi, tươi cười nói, lão tổ tông, người đi vui vẻ, rảnh rang lại đến chơi ha. Bóng người bí ẩn trượt căn dặn, người trẻ tuổi, một khi người tu luyện có thành tựu, hãy đến cửu điện vô gián địa ngục một chuyến. Chuyện này, ta còn phải dành thời gian cho nhiều việc, chắc là, không rảnh đâu, nghe đến hai chữ địa ngục, sắc mặt võ thiện nhân tái xanh nhớ lấy đừng quên lời ta dứt lời người bí ẩn bàn tay co lại rồi búng ra một chùm sáng lao thẳng về phía võ thiện nhân Trông luồng sáng lấp loáng phóng đến võ thiện nhân sợ hãi định phi thân né tránh nhưng không ngờ lại bị đông cứng toàn thân không tài nào nhấc chân lên nổi đừng ma đừng ma vô gián địa ngục phải không nhất định ta sẽ đến võ thiện nhân hoảng quá hét giống lên chỉ một thoáng chùm sáng đã bay đến rồi dung nhập thẳng vào cơ thể chùm sáng vừa tiến nhập vào trong đầu võ thiện nhân khe ẩm vang một tiếng con bà nó hóa ra là khẩu quyết của long hổ thần quyền và cử chân tinh thần ta còn tưởng là bắt ép ta đến địa ngục gì đó chứ sau khi rõ ràng võ thiện nhân mười phần kinh hỉ vội vàng nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống tập trung tinh thần rất lâu sau võ thiện nhân mới bừng tỉnh trong đầu hoàn toàn rõ ràng long hổ thần quyền đây là một bộ linh thuật thi triển thành quyền pháp dựa trên hình tượng uyển chuyển của thanh long và mạnh mẽ của bạch hổ mà sáng tạo thành long hổ thần quyền hài hòa giữa sức mạnh của con người với năm loại thuộc tính kim mộc thổ thủy hỏa mà tính năng của nó có thể thu âm thu dương khắc cương khắc nhu là nếp nghĩ là tinh thần là phần hành động lộ hiện cho hai loài cổ thú thanh long và bạch hổ quyền pháp hài hòa thế công dũng mãnh luôn luôn biến hóa rất nhanh trong quá trình chuyển động bộ quyền pháp bá đạo khôn cùng nhưng muốn đạt đến mức lô hỏa thuần thanh không phải chuyện một sớm một chiều. Như thân ảnh thần bí nói, ngoài nỗ lực còn dựa vào vận số và cảm ngộ của bản thân. Long hổ thần quyền, bao gồm chín chiêu thức, chiêu cuối cùng được người thân bí thi triển chính là đệ cửu thức long hổ phong vân hội. Đệ nhất thức ngã hổ phốc thỏ, đệ nhị thức bá vương lâm thế, đệ tam thức hắc hổ thâu tâm, đệ tứ thức hổ tiếu sơn lâm, đệ ngũ thức mãnh long thám trảo, đệ lục thức du long bát hoang, đệ thất thức thương long động thiên đệ bát thức long huy xuất vũ đệ cửu thức long hồ phong vân hội sau khi nghiên cứu tỉ mỉ long hồ thần quyền một lượt võ thiện nhân tạm bỏ qua tiếp tục xem xét đến bộ linh thuật thứ hai cử chân tinh thần đúng như tên gọi bộ linh thuật này gồm 9 tầng chính là phương pháp rèn luyện tinh thần lực võ thiện nhân không vội vã bèn chậm rãi nghiên cứu cảm nhận bộ linh thuật này vô cùng thâm ảo thiên biến vạn hóa cảnh giới của võ thiện nhân còn quá thấp nên chỉ có khả năng tiếp cận tầng đầu tiên các tầng sau yêu cầu hà khắc hơn Tuy nhiên, theo như thông tin, nếu thành công tu luyện tầng đầu thì lực lượng tinh thần lực lập tức tăng đột biến, cao hơn gấp hai lần so với người bình thường. Say mê lĩnh hội quên cả thời gian, mới đó đã qua một ngày, võ thiện nhân hai mắt hè hé mở, đôi chân mày nhíu lại, thần sắc vừa có nét mơ hồ, vừa có sự hoan hỉ. Một thoáng, hắn khẽ thì thào, không sai, nếu tu luyện hai bộ công pháp này đến đỉnh thì uy lực cường đại vô song, nhưng chẳng biết đến ngày tháng năm nào ta mới có thể đại thành. Nghĩ đến đó, bỗng hắn giật mình, vội quét nhìn bốn phía. Không gian chỉ còn một màu trắng xóa, thân ảnh bí ẩn kia không hiểu, đã biến mất từ lúc nào, võ thiện nhân trong lòng nghi hoặc, kiểm tra hồi lâu vẫn không thấy. Nghĩ đến câu nói cuối cùng của người kia, hắn khẽ rụt cổ, chề môi bảo, vô gián địa ngục á, còn lâu ta mới đến. Lát sau, võ thiện nhân theo chỉ dẫn có trong cửu chân tinh thần, lập tức tinh thần, đã rời khỏi thức hải, bình yên trở về cơ thể. Hắn khẽ dùng mình, cảm giác thật kỳ lạ thân hình vừa động bỗng đã nghe tiếng nói quen thuộc của lão kim vang lên nhóc con ngươi sao rồi có nghe thấy ta nói gì không nghe thanh âm lo lắng võ thiện nhân truyền âm đáp lão ca ta không sao vừa thấy hắn có phản ứng lão kim mới thở phào nói có phải tu luyện xảy ra vấn đề gì chăng nghe lão kim quan tâm hỏi võ thiện nhân trong lòng mờ mịt không biết phải diễn tả ra sao cuối cùng đành trả lời một câu ta đã là nhân vực cấp năm bạn đang xem lưu manh đại đế được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sệt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé lão kim buồn bực quát bảo nhóc con chuyện đó không cần nói ta cũng rõ sau đó tinh thần của ta bị đẩy đến một nơi là nơi nào lão kim ngờ vực hỏi thức hải võ thiện nhân thoáng lưỡng lự quyết định nói ra cái gì lão kim la thất thanh không kìm nén được sự sợ hãi giọng nói có phần run rẩy khẽ hỏi lại là thức hải sao người chắc chắn chứ đối với lão kim võ thiện nhân đã có sự tin tưởng tuyệt đối lão vừa giống như một người thầy vừa giống như một người ông hiền từ luôn luôn theo sát mỗi bước chân của hắn chẳng hề giấu giếm võ thiện nhân liền thuật lại chi tiết những gì đã trải qua từ lúc bắt đầu đột phá cho đến khi bị đẩy đến thức hải gặp gỡ thân ảnh thần bí còn được truyền thụ hai bộ công pháp long hồ thần quyền và cửu chân tinh thần nghe xong toàn bộ sự tình lão kim im lặng mãi lâu sau mới run run nói chính là hắn võ thiện nhân không hiểu lão muốn nhắc đến ai hỏi ngay hắn là ai im lặng một lát lão kim bỗng chuyển âm bảo nhóc con ta muốn nói cho ngươi một bí mật thấy vẻ nghiêm túc của lão kim võ thiện nhân biết chắc chắn là chuyện quan trọng liền dòng tai lắng nghe năm xưa ta cùng một số kẻ bắt tay hợp tác truy tìm một kho tàng bảo đồ trải qua nhiều hung hiểm rốt cuộc cũng đến được bảo tàng bản thân ta vô tình lấy được hai chiếc hộp gấm bên trong hộp gấm có chưa hai món đồ vật chính là ngũ hành giới chỉ và ngũ hành linh quyết đáng hận là ngay thời khắc này đột nhiên đám người kia trở mặt âm thầm cấu kết nhằm ám toán ta ta vô cùng tức giận liền xuất thủ đại chiến với bọn họ có không ít kẻ vẫn lạc trong tay ta một số thì nhanh chân chạy thoát nhưng bản thân ta cũng bị thương nghiêm trọng giọng lão kim có phần kích động khi nhớ về quá khứ riêng võ thiện nhân trong lòng thầm suy đoán tuy không rõ lão kim thời kỳ toàn thịnh tu vi ở cấp bậc nào nhưng có lẽ vô cùng khủng bố cuộc chiến ấy nhất định là long trời lờ đất. Sau đó, ta quay trở về đóng cửa bế quan. Một ngày, trong lúc đột phá quan trọng không ngờ kẻ địch tìm đến đánh lén. Ta nhất thời sơ ý, nên bị bọn chúng đánh nát thân thể. Linh hồn mang theo ngũ hành linh quyết, vội vã ẩn núp trong ngũ hành giới chỉ mới may mắn trốn thoát. Qua nhiều biến cố cuối cùng rơi xuống địa cầu, lại nói, ngũ hành giới chỉ vào ngũ hành linh quyết này niên kỳ tồn tại rất lâu rồi, nếu không sai hẳn là vật từ thời thượng cổ lưu lại. Đến đây, Võ Thiện Nhân vội hít sâu một hơi, trái tim đập thình thịch hỏi là thượng cổ linh bảo lão Kim cười khổ đáp đó là ta phỏng đoán vậy tiếc là bản thân ta chỉ còn linh hồn thể không cách nào tra xét rõ ràng chân tướng nghe hết đầu đuôi câu chuyện Võ Thiện Nhân đưa tay lên tại ngón cái Ngũ hành giới chỉ vẫn im lặng nằm yên Ngũ hành giới triển chứa bí mật gì chủ nhân của nó là ai thân ảnh bí ẩn xuất hiện trong thức hải là ai còn nữa theo lời hắn thì trước đó còn có một kẻ khác từng tu luyện ngũ hành linh quyết, người đó là ai? Rất nhiều câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu võ thiện nhân. Lão Kim thở nhẹ một hơi, qua nhiều năm ở địa cầu, bỗng một ngày ta cảm nhận dường như bên trong không gian này còn có sự tồn tại khác. Ta cực kỳ kinh ngạc vội tỉ mỉ kiểm tra rốt của cũng tìm ra hắn, nhưng hắn không phải dạng linh hồn thể giống như ta. Nếu không nhầm, thì chỉ là một tia thần hồn của kẻ nào đó cố tình để trong ngũ hành giới chỉ. Hàng vạn năm qua, ta vẫn luôn chú ý nhận thấy càng ngày hắn càng suy yếu cho đến ngày hôm qua bỗng nhiên không còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn nữa có lẽ hắn chính là người mà ngươi vừa nhắc đến chỉ là tia thần hồn điều này vốn là một bí mật mà từ trước đến nay lão kim chưa từng nói với võ thiện nhân lão kim hồi tưởng lại như tự nhủ với chính mình đúng vậy hắn chỉ là một tia thần hồn không phải như ta là một tàn hồn vậy nên hắn chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian sau đó nhất định sẽ tan biến nhưng một tia thần hồn mà tồn tại biết bao vạn năm mới biến mất nhất định bản thể đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố ta nghĩ có lẽ hắn biết đến sự tồn tại của ta nhưng lại không thèm quan tâm rất có thể giống như ngươi nói hắn tồn tại trong ngũ hành giới chỉ vì một sứ mệnh vậy nên những chuyện khác không can thiệp đến mọi chuyện càng ngày càng trở nên kỳ bí võ thiện nhân trượt có cảm giác bản thân như đang bị cuốn vào một mớ bòng bong, bong. đắn đo giây lát hắn liền hỏi vậy thức hải rốt cuộc là nơi nào chuyện này ngươi không cần lo lắng đây là một đại cơ duyên đúng theo những gì kẻ kia nói mỗi người tu luyện đều sở hữu một khoảng không gian gọi là thức hải thế nhưng muốn tiến vào đó không phải dễ dàng cần sở hữu tinh thần lực cực mạnh mới đủ khả năng câu thông thậm chí ngay cả một số đề cấp cũng khó mà đến được địa phương này thức hải mỗi người không giống nhau phân chia lớn nhỏ mạnh yếu phạm vi thức hải càng lớn thì lực lượng tinh thần càng bá đạo trong giao tranh thần thức càng mạnh càng chiếm nhiều lợi thế có thể khiến nhân vực câu thông đến thức hải ta không thể tưởng tượng bản lĩnh người này lớn đến đâu Nghe xong, võ thiện nhân thở phào nhẹ nhõm. Suy đi tính lại, hắn cảm thấy vận số bản thân quá là may mắn. Loại chuyện này mà mang ra dọa người, chẳng phải là quá kinh động hay sao. Ngay cả cường giả đế cấp cũng chưa chắc bằng ta. Hắc hắc, võ thiện nhân cười tự mãn. Nhóc con, chuyện này chưa có để lộ ra ngoài, tránh mang họa sát thân. Lão Kim không hài lòng, liền đánh tiếng cảnh báo. Võ thiện nhân thở dài, có tiền tài mà không được khoe khoang chính là khó chịu nhất. Nhưng hắn cũng biết thế nào là nặng nhẹ sự tình này nhất định phải giấu kín nếu để lộ cường giả thần cấp thậm chí đế cấp mà biết được nhất định sẽ bắt hắn về tra khảo hoặc nghiêm trọng hơn là siêu hồn để lục tìm phương pháp cầu thông đến thức hải lúc đó thì khổ rồi sống không bằng chết trò chuyện thêm một lát võ thiện nhân mới nhớ đến một việc liền nói đúng rồi trước khi người kia biến mất còn nhắc đến cửu điện vô gián địa ngục không rõ nơi đó nằm ở đâu qua một đoạn thời gian thanh âm của lão kim ngập ngừng cất lên chuyện này ta cũng không quá rõ ràng có lần, ta xem qua một cuốn điển tịch nguồn gốc từ thời thượng cổ, trong đó viết rằng thế giới này vốn tồn tại ba vị diện khác nhau, là linh giới, hồn giới và yêu giới. Linh giới chính là ngũ đại thiên hà, nơi chúng ta sinh sống, yêu giới thông tin rất mơ hồ, gần như bằng không. Về hồn giới, nghe nói, ở đó không có các hành tinh như linh giới, mà là 18 tầng địa ngục với hàng hào vô số thành các và tiểu ngục lớn nhỏ. Đứng đầu hồn giới là thập điện, do 10 vị diêm đế thống lĩnh diêm đế là một tồn tại vô cùng cường đại pháp thuật thông thiên sánh ngang hàng với thiên đế mang chút cảm khái lão kim nói thêm con người sau khi chết linh hồn sẽ tan biến trong thiên địa nghe đồn một phần sẽ bị tiếp dẫn đến hồn giới trở thành hồn khí hồn khí tương tự như linh khí là nguồn tài nguyên mà dân cư tại hồn giới hấp thu tu luyện nghe đến đây võ thiện nhân dùng mình bản thân hắn nhát gan như thỏ sợ nhất là ma quỷ trong đầu chợt nhớ đến một truyền thuyết dân gian hồi còn ở địa cầu nghe lòng được tương truyền con người đều trải qua bốn giai đoạn là sinh, lão, bệnh, tử. Đến khi hết thọ nguyên, sẽ có quỷ sai của âm gian, cũng chính là hắc bạch vô thường đến dẫn hồn phách xuống quỷ môn quan. Sau đó lại được tứ đại sứ giả của âm gian là đầu trâu mặt ngựa, dẫn vong linh đến âm tàu địa phủ, kế đó được chư vị đại phán quan của thập điện Diêm La dưới âm gian tiếp nhận. Cuối cùng mới quyết định vong linh là có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi, hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người hoặc loại động vật nào đó, hoặc là bị đánh vào 18 tầng địa ngục như trong truyền thuyết để chịu khổ hình. Con đường này cần phải đi rất lâu rất lâu, đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà, trên sông có một chiếc cầu đá gọi là Cầu Nại Hà, bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài, bên cạnh Vọng Hương Đài có một cái đỉnh nhỏ gọi là Đỉnh Mạnh Bà, ở đó có Mạnh Bà trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh, uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện bên bờ sông vong xuyên còn có một tảng đá gọi là tam sinh thạch ghi chép lại đời trước đời này và đời sau của mỗi một người đi qua cầu nại hà đứng trên vọng hương đài nhìn nhân gian một lần cuối cùng sau đó mới đi vào cõi âm tà địa phủ nếu là ngày xưa có đánh chết võ thiện nhân cũng không tin truyền thuyết này 18 tầng địa ngục thập điện diêm đế thập điện diêm la đối chiếu với lời lão kim và tình tiết trong truyền thuyết dân gian có nhiều điểm tương đồng không thể nào có chuyện ngẫu nhiên như vậy Xem ra địa cầu không đơn giản như hắn vẫn nghĩ Nhất định bên trong có ẩn chứa bí mật nào đó Chợt nghe lão kim truyền âm bên tai Ta cũng chưa từng đến hồn giới Nên thực hư ra sao không rõ Cửu điện vô gián địa ngục hình như do vị bình đẳng diêm đế cai quản Bình đẳng diêm đế Cố kìm nén các nỗi nghi hoặc Võ thiện nhân tò mò hỏi Ngoài ba vị diện linh giới Yêu giới và hồn giới Liệu còn có sự tồn tại nào khác nữa hay không Lão kim trầm ngâm dây lát Than thở Nghe nói rất lâu trước đây một khi tu luyện đến cảnh giới đại đế liền có thể phi thăng đến một nơi gọi là tiên giới nhưng tiếc là nó đã biến mất không rõ nguyên nhân có lẽ chỉ các vị thiên đế mới biết được sự thật ngẫm nghĩ thêm một lúc lão kim nghiêm giọng bảo mà thôi theo ta thấy tạm thời ngươi không nên quá bận tâm đến những chuyện này còn vô gián địa ngục càng không phải nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi cũng chỉ có ngũ đại thiên đế họa may mới biết được phương thức truyền tống giữa hai vị diện nhóc còn người lo mà cố gắng tu luyện cho tốt đi võ thiện nhân gật đầu đồng ý quả đúng là với cảnh giới nhân vực cấp 5 mèo cào của bản thân thì không nên quá tò mò, biết nhiều, chưa chắc đã tốt, có điều, những thông tin vừa mới tiếp nhận khiến hắn quá kinh hãi, trong đầu quay cuồng bao nghi vấn. Cửu điện vô gián địa ngục, ở đó có gì đặc biệt, tại sao thân ảnh thần bí lại muốn ta đến đó? Theo lời lão Kim thì thân ảnh thần bí vốn chỉ là một tia thần hồn, vậy bản thể đang ở đâu? Còn người đầu tiên gặp được thân ảnh thần bí, liệu có phải là chủ nhân kho tàng bảo đồ mà lão Kim truy tầm hay không? linh hồn của người đã chết sau khi tiếp dẫn đến hồn giới có thực sự tan biến liệu trên thế gian này luân hồi có hay không ngẩn ngơ nửa buổi võ thiện nhân mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ hắn hít thở một hơi thật sâu cầm ngũ hành giới chỉ lên ngắm nghía nhân vực cấp 5, ta muốn xem thử linh bảo không gian có gì đặc biệt theo sự chỉ dẫn của lão kim tinh thần vừa động theo một phương thức đặc thù võ thiện nhân lập tức cầu thông được với ngũ hành giới chỉ không gian ngũ hành giới chỉ rất kỳ lạ giống như một căn phòng vô cùng rộng lớn từ nay chỉ cần một ý niệm võ thiện nhân liền có thể dễ dàng bỏ đồ và hay lấy đồ bên trong ra ngoài đối với công dụng linh bảo không gian võ thiện nhân hết sức vui mừng dường như quên hết mọi chuyện rắc rối trước đó cười muốn rách cả miệng ha ha nghe nói linh bảo không gian bình thường chỉ to bằng một cái xương chứa đồ của ta còn lớn gấp mấy tòa đình viện này không hổ danh là thượng cổ linh bảo sau đó hắn liền nhanh tay lấy hết mọi thứ trong người ra bỏ vào bên trong nhưng tức là ngoài tấm thẻ bài chứng minh thân phận hạ quyền linh bảo và chiếc hộp chứa ba ngàn linh thạch thì không còn gì khác võ thiện nhân đi loanh quanh trong phòng cuối cùng sau một hồi đi qua đi lại toàn bộ đồ đạc bên trong bao gồm bàn ghế giường mùng mền chiếu gối đều bị thu dọn sạch sẽ vào ngũ hành giới chỉ đến khi xung quanh trống trơn hắn còn muốn lao ra bên ngoài vơ vét tất cả mọi thứ bỏ vào ngũ hành giới chỉ cũng may có lão kim kịp thời giáo huấn cho một trận cuối cùng đành không cam tâm tình nguyện trả mọi thứ về nguyên chỗ cũ cơ mà sự phấn khích này của Võ Thiện Nhân kéo dài đến tận mấy ngày mới kết thúc. Sau khi tiến cấp thành công, Võ Thiện Nhân liền chuyên tâm củng cố tu vi, ngoài ra, hắn còn chăm chỉ tập luyện công pháp Long Hồ Thần Quyền và dành chút thời gian nghiên cứu Cửu Chân Tinh Thần, chỉ là, yêu cầu của Cửu Chân Tinh Thần quá hà khắc, hiện tại Võ Thiện Nhân vẫn không cách nào đạt chuẩn. Còn Long Hồ Thần Quyền đích thực siêu việt ngoài sức tưởng tượng, đến ngay cả lão Kim cũng phải cảm thán, bội phục, các động tác của bài quyền vừa mô phỏng hình tượng mềm mại, linh hoạt của Thanh Long vừa dung hợp sự cương mãnh tuyệt luân của bạch hồ hai thứ bổ trợ cho nhau không thủ vẹn toàn lão kim nhận định kẻ sáng tạo ra bộ quyền pháp này hẳn phải là một tuyệt thế kỳ tài nếu như võ thiện nhân tu luyện đến đỉnh cao đứng giữa trăm vạn hùng binh vẫn có thể thoải mái ra vào muôn người không ai địch nổi tuy nhiên võ thiện nhân căn cơ còn non yếu thế nên sau hai tháng miệt mài khổ luyện mới chỉ sơ bộ nắm được lớp vỏ bên ngoài chưa thể chạm đến cái hồn của long hồ thần quyền lão kim đã sống biết bao nhiêu vạn năm kinh nghiệm đương nhiên vô cùng phong phú, mới liếc mắt một cái liền nhìn ra cốt lõi của vấn đề. Theo lý giải, Long Hổ Thân Quyền vốn là một bộ linh thuật thi triển theo lối quyền Pháp, nên cần xâm nhập và thực tiễn để kiểm nghiệm, cụ thể hóa bằng những trận chiến. Nói tóm lại, học cần đi đôi với hành, đó chính là nguyên lý tối thượng. Chỉ là, võ thiện nhân miệng to gan nhỏ, nghe đến việc đánh đấm thì liền rụt cổ thè lưỡi, lắc đầu quầy quậy. Qua thêm một đoạn thời gian, việc tu tập Long Hổ Thần Quyền và cửu chân tinh thần không có tiến triển, võ thiện nhân chán nản đành tạm bỏ qua một bên. Đắn đo cân nhắc, cuối cùng võ thiện nhân quyết định tiếp tục nghiên cứu hạ quyền linh bảo, một vạn loại nguyên liệu. Đông qua xuân đến, bất trí bất xác đã qua nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, võ thiện nhân chuyên tâm vào việc nghiên cứu một vạn nguyên liệu trong hạ quyền linh bảo. Không rõ có phải do có thiên phú trong việc này hay không mà càng về sau, tốc độ ghi nhớ và suy diễn của võ thiện nhân càng tiến bộ thần tốc. Cho đến hôm nay, số lượng nguyên liệu nghiên cứu hoàn chỉnh đã lên đến hơn năm ngàn về tu vi cảnh giới võ thiện nhân vẫn dành khoảng thời gian nhất định để tu luyện vì vậy từ hơn hai tháng trước đã thành công tiến lên nhân vực cấp sáu trong cảnh giới nhân vực vốn có ba cột mốc cực kỳ quan trọng đó là năm mười và mười lăm nhân vực cấp năm là đạt chuẩn đủ điều kiện tiến hành tu luyện linh thuật khi đạt đến cấp 10 có thể sử dụng tinh thần lực điều khiển linh bảo đáng chú ý nhất là thuật đằng vân còn ở cấp mười lăm nghe nói sẽ sinh ra một thứ gọi là mầm mống linh phách những chuyện này võ thiện nhân chỉ tìm hiểu qua loa đại khái không quá chú tâm mục tiêu truy cầu trước mắt của hắn chính là đề danh trên hạ bảng linh bảo hết xuân rồi sang hạ trong thời gian võ thiện nhân đóng cửa bế quan ngoại viện lại vô cùng náo nhiệt thông lệ ba năm một lần thánh viện sẽ tổ chức chiêu sinh vào nội viện theo tính toán chỉ nửa tháng sau chính là ngày trọng đại đó sự kiện này khiến hầu hết môn sinh ngoại viện vô cùng phấn khích mong chờ ngày vượt vũ môn ngoại trừ những kẻ có tư chất đặc cách thì tất cả mọi người đều điên cuồng tu luyện không chỉ riêng ngoại viện, việc này cũng được thánh viện công khai tuyên bố, chỉ cần đạt chuẩn một số điều kiện, liền cho phép những người từ địa phương bên ngoài tiến vào tham gia kỳ tuyển sinh. An ký Tây đại lục diện tích rộng lớn vô biên, nhân tài như lá rụng mùa thu, mỗi lần thánh viện chiêu sinh đều diễn ra tràng cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các anh tài trẻ tuổi. Nói là vậy, nhưng điều kiện để thông quan vô cùng hà khắc, biển người bao la liệu được mấy ai đủ tư cách đặt chân vào nội viện. Cũng có nhiều người lại đến với mục đích khác nhân dịp này mong muốn thiết lập một vài mối quan hệ, nói không chừng ngày sau sẽ thu lại đó lợi ích bất ngờ. Theo thông tin đến từ quân trưởng lão, Thánh viện có lệnh, võ thiện nhân lần này cũng có một suất tham dự, có điều, giờ phút này, tâm trí của hắn đang đặt cả vào hạ quyền linh bảo. Cho đến một ngày, khoảng hai tuần trước ngày, diễn ra kỳ chiêu sinh, rốt cuộc cánh cửa phòng võ thiện nhân bật mở. Thân ảnh võ thiện nhân từ bên trong bước ra, đầu bù tóc rối, râu ria lờm chờm, người ngợm hôi hám vì đã lâu ngày không tắm rửa nhìn bộ dạng của hắn phong trần mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng như sao chớp ẩn chớp hiện hai luồng tinh quang thâm thúy lạ thường ha ha võ thiện nhân ta khổ công cày quốc, hôm nay chính là ngày ta dương danh thiên hạ tên lê đình mẫn khốn kiếp chỉ là hạng ba mà dám huênh hoang vênh váo trước mặt ta lần này coi ta dẫm chết người gần một năm qua đi liên cuồng nghiên cứu rốt cuộc võ thiện nhân đã hầu như nắm giữ được toàn bộ một vạn nguyên liệu nằm trong hạ quyền linh bảo mang theo khí thế hưởng hực võ thiện nhân phóng như bay về hướng linh bảo đường linh bảo đường hôm nay đông vui và náo nhiệt lạ thường từng tốp người túm năm tụng ba đứng đầy từ trong ra ngoài hăng sai thảo luận người nói sao thanh hằng sư tỷ đã đi vào trong đó ư đúng vậy thanh hằng sư tỷ đang xếp hạng hai nếu có thể thành công thì sẽ trở thành đệ nhất nhân hạ bảng linh bảo chúng ta cũng được thơm lây à ta nghe nói lê đình mẫn sư huynh xếp hạng thứ ba ngày hôm qua cũng đã tiến vào linh bảo đường có chuyện này sao giữa hai người họ không biết là ai sẽ tiến cấp ha dĩ nhiên là ta ủng hộ thanh hằng sư tỷ rồi vừa xinh đẹp vừa tài năng hắc hắc ta thì thấy lê đình mẫn sư huynh có nhiều cơ hội hơn một năm trước huynh ấy đã một lần tiến liền hai cấp gây oanh động bảy khu ngoại viện còn lại nói không chừng lần này cũng vậy võ thiện nhân đến nơi liền le lỏi đi vào đám đông chen chân đứng trước tấm bia hạ bằng linh bảo thần sắc có phần cổ quái miệng còn khẽ lẩm bẩm vài câu gì đó chỉ tội là trông hắn lúc này vô cùng dơ bẩn hôi hám quá vậy nên đám môn sinh xung quanh đưa tay bịt mũi thoáng cái liền giạt hết cả ra ngoài còn mẹ nó người này là ai sao lại kinh tởm như vậy trong ngoại viện mà cũng có hạng người này sao ta chưa từng nghe thấy bao giờ không phải hắn tu luyện quá độ đến phát điên rồi đấy chứ cẩn thận mọi người đừng lại gần coi chừng hắn cắn đó khặc khặc nếu là bình thường võ thiện nhân nhất định sẽ nhảy dựng lên đấu võ miệng với đám người này một trận nhưng lúc này tâm trí của hắn đang đặt cả vào linh bảo đường võ thiện nhân không thèm quan tâm liền phi thân thẳng vào đại sảnh trong bụng thầm bỏ lại một câu đám các người cứ đợi đó cho ta bên trong vẫn là cảnh tượng như lần đầu võ thiện nhân đặt chân đến có điều bộ dạng của hắn quá mức thu hút nên vừa xuất hiện đã gây sự chú ý không nhỏ chỉ riêng có vị lão nhân thần bí là vẫn yên lặng ngả lưng trên thành ghế tựa như dù trời có sập xuống thì lão cũng không mảy may lay động võ thiện nhân vốn đã tìm hiểu rõ ràng cách thức vận hành của linh bảo đường lúc này không cần ai chỉ dẫn liền tự động đi đến một cánh cửa còn trống mở cửa bước vào quay tên này cũng tiến vào khẩu thí sao ta đoán là hắn sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì đâu hay là chúng ta đặt cược ta làm nhà cái hắn mà vào được hạ bảng thì một ăn một trăm các ngươi thấy sao nhìn hắn điên điên khùng khùng hạng một ngàn ta sợ còn không đạt nổi hôn như người, quê ta đầy hà hà lúc này võ thiện nhân đã tiến vào bên trong hắn phát hiện phía sau cánh cửa là một căn phòng diện tích khá rộng rãi duy nhất ở trung tâm có đặt một khối cầu trong suốt kích thước to bằng cái trống để ý kỹ sẽ thấy trên bề mặt ẩn hiện những đồ đằng hết sức kỳ lạ theo thông tin thu thập được võ thiện nhân biết rằng môn sinh khi tiến vào đây chỉ cần đặt tay lên khối cầu lập tức quá trình khảo nghiệm sẽ chính thức bắt đầu về nguyên tắc linh bảo đường không có quy định thời gian mỗi lần khảo thí chỉ là công việc này hao tốn tinh thần cực lớn vô cùng mệt mỏi nên khó có môn sinh nào có thể duy trì quá 7 ngày vừa rồi bị đám môn sinh bên ngoài thi nhau đả kích võ thiện nhân có chút không vui âm thầm bảo các người cứ cười cho thoải mái đi đợi ta đi ra xem có thi nhào nhào đến ôm bắp đùi ta không bạn đang xem lưu manh đại đế được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim truy cập kênh youtube gì các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé sau một hồi chuẩn bị kỹ càng võ thiện nhân liền tiến lại phía trung tâm đưa tay chạm vào quả cầu lập tức hắn bỗng có cảm giác tinh thần bị một lực lượng vô hình rút đi ngay sau đó hắn thấy mình xuất hiện ở một không gian hư ảo bao vây xung quanh là vô số những loại nguyên liệu trôi nổi lớn có nhỏ có đủ loại màu sắc kích thước khác nhau tất cả đều là thiên tài địa bảo có trong hạ quyền linh bảo võ thiện nhân vươn tay ra túm lấy một loại xem xét kỹ lưỡng một hồi hắn chợt lưỡi bảo không gian này chỉ tồn tại trong hư ảo nhưng lại rất chân thật quả nhiên là thần kỳ được rồi bắt đầu thôi võ thiện nhân không nhanh không chậm theo phương pháp nghiên cứu trước đó Điều động phân chia một vạn loại nguyên liệu thành 10 tổ hợp, mỗi tổ hợp lại thành 10 nhóm nhỏ. Hắn tiến đến nhóm đầu tiên, quét tinh thần xem xét kỹ càng một lượt. Đầu tiên là một nửa quả hồ lô màu vàng, to bằng bắp chân, trên bề mặt tản mát ra từng tia sắc lạnh kinh người. Mục quang võ thiện nhân lóe sáng, đưa tay điểm vài cái, tức thì quả hồ lô bỗng phát sinh biến hóa, trở thành một khối đá màu đỏ. Diêm thạch, thuộc tính hỏa, ở sâu trong lòng núi lửa, ban đầu vốn chỉ là dung nham sau trăm năm mới kết tinh thành hình khối đem làm chất phụ trợ cho linh bảo sẽ gia tăng thuộc tính công kích muốn đánh lửa ta sao hà hà võ thiện nhân mỉm cười tự đắc theo phương pháp đặc thù có ghi chép trong hạ quyền linh bảo võ thiện nhân liền nhanh chóng khắc ấn ký lên trên khối đá diêm thạch ngay tức thì khối đá rực sáng giống như một con chim nhỏ lao thẳng đến võ thiện nhân dung nhập vào cơ thể ở bên ngoài khối cầu thủy tinh cũng sáng lên một chút nói thì chậm nhưng thực tế rất nhanh chưa đến mấy nhịp thở đã hoàn tất nói là hành vân lưu thủy cũng không có gì quá đáng để làm được điều này yêu cầu mức độ cực kỳ cao thậm chí đến ngay cả một số hạ linh bảo sư cũng khó mà thực hiện khởi đầu thuận lợi võ thiện nhân mang theo tâm trạng hưng phấn lại tiếp tục chuyển sang những loại nguyên liệu khác thủy vân đằng mộc khô lâu sâm ngọc linh hoàng liên ngọc lục bảo phục hổ cốt chỉ chưa đầy một canh giờ một đường thẳng tiến Võ Thiện Nhân đã thu thập xong gần 100 loại nguyên liệu, tất cả đều chính xác tuyệt đối, không hề phát sinh sai lầm. Võ Thiện Nhân càng lúc càng hăng say, thao tác ngày một thuần thục, tốc độ nhiều vậy tăng lên đáng kể. Trái ngược với vẻ im ắng trong này, ở bên ngoài, không khí khẩn trương chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh nội viện đã đạt đến đỉnh điểm. Bên cạnh đó, Thánh viện truyền lệnh mở cửa tám khu ngoại viện, chỉ cần những người đến từ bên ngoài vượt qua kiểm tra, đạt đủ tiêu chuẩn liền cho phép tiến vào, vì vậy ngoại viện trở nên náo nhiệt lạ thường đông vui như trẻ hội. Ở một nơi, xuất hiện hình ảnh một gã thanh niên, dáng người rong ròng cao, quần là áo lượt, mang theo bộ dáng của con nhà có tiền. Theo sau hắn, là một đám đông thiếu nữ tuổi tầm 16, 17, dung mạo đều khá xinh đẹp. Hắn vừa đi vừa khoát tay nói, Ây ra, các vị sư muội từ ngoài mới đến nên có nhiều điều không rõ. Nào nào, mau đi theo ta, trong này quy củ nghiêm ngặt, nhất định không thể đi bậy đi bạ. À, nếu muốn tắm rửa, thì sư huynh ta có một nơi rất lý tưởng đó à đều là người nhà cả các muội đừng ngại nếu võ thiện nhân có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra danh tính đối phương chính là thích thật thà kẻ đồng phạm cùng hắn trong vụ lén lút nhìn nữ sinh tắm dưới suối đám thiếu nữ ghe hắn buông lời trêu ghẹo mặt mày người nào người nấy ửng đỏ khẽ đưa tay che miệng cười khúc khích mười ngày sau linh bảo đường phát sinh một sự kiện gây chấn động lòng người thanh hằng người xếp hạng hai trên hạ bảng linh bảo đã thành công tiến cấp lên hạng nhất còn có lê đình mẫn cũng từ hạng thứ ba nhảy lên hạng hai. Hai người đồng thời tiến cấp khiến cho giới môn sinh náo động, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Lại nói về võ thiện nhân, tính đến thời điểm này, số lượng nguyên liệu thu thập đã lên đến hơn 9.000. Bản thân hắn giống như tiến nhập vào một trạng thái kỳ dị, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Suốt 10 ngày không ăn không ngủ, nhưng võ thiện nhân không hề thấy đói. Chỉ có tinh thần là có phần mệt mỏi quá độ. 9.001 9.002 9.003 cho đến 9.900, chỉ còn 100 loại nguyên liệu, đây đều là những loại nguyên liệu khó, Võ Thiện Nhân cố tình để lại cuối cùng. Đi đến được bước này, Võ Thiện Nhân đã rất cố gắng, vì vậy, hắn không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Xung quanh Võ Thiện Nhân, 100 loại thiên tài địa bảo trôi nổi, chuyển động không theo một quỹ đạo nào cả. Võ Thiện Nhân tập trung toàn bộ tinh thần, tiến hành theo phương pháp suy diễn của bản thân, nhưng thật kỳ lạ, kết quả lần nào cũng đi vào ngõ cụt. Khẽ trao mày, Võ Thiện Nhân ngoan cố bảo chẳng lẽ đám nguyên liệu này có gì đặc biệt con bà nó ta không tin là không nhìn ra manh mối hắn liền dứt khoát ở lì một chỗ thu toàn bộ động tĩnh của một trăm loại nguyên liệu vào trong mắt lần quan sát này vậy mà kéo dài đến mấy ngày trời một ngày hai ngày võ thiện nhân vẫn im lìm bất động hai con ngươi ngập tràn tơ máu thần sắc vô cùng uể oải nếu không phải tính tình cố chấp gắng gượng kiên trì thì hắn đã sớm buông bỏ rồi đến ngày thứ ba đột nhiên võ thiện nhân thoáng động đôi mắt đỏ ao lóe tinh quang gương mặt chợt giãn ra ngửa đầu cười vang một tiếng a ah, ha 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 hóa ra là như vậy trong thực có hư trong hư có thực 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 hư 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 thực thực ngũ hành tương sinh tương khắc trong thế gian này vạn vật làm sao có thể thoát khỏi quy luật đó rốt cuộc ta cũng nhìn ra chân tướng lời vừa dứt võ thiện nhân liền lập tức hành động theo mỗi động tác của hắn từng loại nguyên liệu nhanh chóng bị điểm danh thu thập võ thiện nhân thế như trẻ tre chẳng mấy chốc đã tiến đến loại nguyên liệu cuối cùng nguyên liệu thứ một vạn thạch anh hồng một vạn nguyên liệu trong hạ quyền linh bảo rốt cuộc toàn bộ đều đã bị võ thiện nhân thu thập hoàn hảo ha ha quả nhiên ta là thiên tài mà võ thiện nhân sung sướng khoa chân múa tay thoát khỏi không gian kỳ ảo tinh thần võ thiện nhân quay trở về thân thể trước mắt hắn vẫn là khối cầu trong suốt nhưng nó không ảm đạm như mấy ngày trước đó mà tỏa ánh sáng rực rỡ Võ thiện nhân biết đây chính là dấu hiệu báo hiệu hắn đã lọt vào top 100 trong hạ bằng linh bảo. Bây giờ chỉ cần để lại danh tính là tên tuổi của hắn sẽ hiển thị trên hạ bảng. Trong đầu võ thiện nhân vốn đã chuẩn bị trước, liền vung tay viết liền mấy nét. Đúng thời khắc này, bên ngoài linh bảo đường, ngay tại tấm bia hạ bảng linh bảo bỗng phát ra quang mang chói lóa. Ngay sau đó, tại vị trí thứ 100 hiện lên hàng chữ lão đại cực kỳ nổi bật, rồi nhanh như tia chớp bạc, bắn thẳng lên phía trên. Cho đến cuối cùng, lão đại đã chiếm trệ nằm trên thứ hạng cao nhất của hạ bảng linh bảo quá trình khảo thí chính thức kết thúc thông qua khối cầu tất cả mọi diễn biến trên hạ bảng linh bảo đều được truyền vào trong đầu võ thiện nhân khi thấy lão đại bài danh hạng nhất võ thiện nhân chân tay luống cuống trái tim đập bình bịch mấy tiếng kinh hỉ thốt lên ta ta hạng nhất sao qua lúc lâu lấy lại bình tĩnh võ thiện nhân cười khục khạc vỗ ngực cảm thán ai không trách được ta xuất sắc quá đi dù ở bất kỳ đâu cũng luôn luôn tỏa sáng. Về danh xưng lão đại, võ thiện nhân nhớ ngày còn ở địa cầu, đám lưu manh trong làng vẫn thường gọi thân mật bằng cái tên này. Bản thân hắn cũng rất hài lòng, cảm thấy làm lão đại là vô cùng oai phong, rất có khí thế. Đám em út các người, để xem sau này có ai còn dám coi thường lão đại ta. Ha ha! Nhớ lần đầu đặt chân đến Linh Bảo Đường, đúng dịp gã nam sinh Lê Đình Mẫn tấn cấp hạng 3 trên hạ bảng, có trăm người vây quanh tông bốc, nịnh nọt. Võ thiện nhân thầm nghĩ, hiện tại bản thân mình một phát ăn ngay hạng nhất nhất định sẽ khiến cho đám môn sinh ngoại viện hãi hùng khiếp vía. nghĩ đến cảnh tượng người người ngưỡng mộ trong lòng võ thiện nhân ngứa ngáy quá muốn lập tức lao ra ngoài chỉ là đi đến cánh cửa võ thiện nhân chợt đứng khựng lại ngắm nghía bản thân một hồi khẽ lẩm bẩm bên ngoài ắt hẳn sẽ có nhiều người hâm mộ chờ đợi ta ta cũng nên chú ý diện mạo không thể quá nhếch nhác như vậy được nói đoạn võ thiện nhân mau lẹ chỉnh đốn trang phục cúi đầu tóc gọn gàng để xuất hiện đặc biệt ấn tượng hắn còn cẩn thận tập dượt phong cách đi đứng bày ra bộ dáng của thế ngoại cao nhân đến khi tâm lý đã sẵn sàng võ thiện nhân khẽ nhón chân vươn tay mở cửa ngó đầu thò ra đáng tiếc là linh bảo đường vắng lặng như tờ từ sảnh lớn cho đến bên ngoài sân im phăng phắc thậm chí võ thiện nhân còn nghe được tiếng mũi vo ve đang bay qua lượn lại con bà nó chuyện gì thế này người đâu hết rồi võ thiện nhân dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa lao ra ngoài đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh thật kỳ lạ linh bảo đường hôm nay vắng tanh như chùa bà đanh chỉ có duy nhất vị lão nhân trưởng quản linh bảo đường vẫn yên tĩnh ngồi ở góc khuất trong đại sảnh chuyện này chuyện này là sao võ thiện nhân tâm trạng rối bời không lẽ trong thời gian mấy ngày qua đã phát sinh chuyện gì sao võ thiện nhân vốn đã chuẩn bị ứng phó cho mọi tình huống chỉ duy nhất là chưa từng nghĩ đến cảnh tượng đặc biệt này hồi lâu sau xác định nơi đây đích thực là vườn không nhà trống võ thiện nhân liền tiến đến gần vị lão nhân khẩn thiết nói tiền bối không biết mọi người đi đâu hết cả rồi lão nhân khẽ động thân hình mù quang nhìn võ thiện nhân mang theo một tia thâm ý mở miệng nhàn nhạt đáp hôm nay là ngày nội viện chiêu sinh bọn chúng đều đến địa phương đó rồi nội viện chiêu sinh võ thiện nhân há hốc mồm mặt mày méo sạch đúng rồi sao hắn lại quên được chuyện này chứ bản thân hắn cũng có một danh ngạch tham gia chỉ là thời gian vừa rồi hắn lao đầu vào việc nghiên cứu hạ quyền linh bảo nên quên bén mất cơ mà Lúc này Võ Thiện Nhân nào còn tâm trạng thi với thố, hắn vội chạy tót ra ngoài, hét toáng lên, "Có ai ở đây không? Ra mà xem này, hạng nhất hạ bảng đã thay đổi rồi, mọi người ơi, mọi người ơi." Võ Thiện Nhân gào muốn khản cổ, nhưng đúng như lời lão nhân nói, không hề có bóng dáng một môn sinh nào hết. Bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, tâm trạng vốn đang hưng phấn hoàn toàn bị dập tắt. Võ Thiện Nhân cảm thấy vô cùng ủy khuất, tại sao kẻ khác, như gã Lê Đình mẫn khi tấn cấp, thì có nhiều người vây quanh? còn đến lượt hắn lại chẳng có bóng ma nào. Mang theo vẻ chán nản, võ thiện nhân lưỡng thững rời khỏi linh bảo đường, quay trở về đình viện. Chỉ là võ thiện nhân không biết, trong phạm vi của linh bảo đường, ngoài vị lão nhân thần bí thì lúc này trên bầu trời xuất hiện một nam nhân trung niên, trên người khoác bộ y phục màu xám cho. Rõ theo bóng dáng võ thiện nhân rời đi, rồi nhìn về hàng chữ lão đại vẫn đang lóe sáng trên hạ bảng linh bảo, hắn khẽ mỉm cười, thu thập hoàn hảo một vạn nguyên liệu, từ chất đứa nhỏ này không tệ bên trong linh bảo đường lão nhân dường như cũng phát hiện ra tình huống trên không thần xác có chút biến hóa nhưng rất nhanh đã quay trở lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày về đến đình viện võ thiện nhân ngẩn ngơ nửa buổi vẫn không thoát được tâm trạng chán trường đúng lúc này bỗng lão kim đột nhiên truyền âm nhóc con chỉ là chút chuyện vặt vãnh mà khiến người thất vọng vậy sao võ thiện nhân vốn đang không vui liền nổi quạo nói lão thì biết cái gì ta khổ công đèn sách để thêm bảng vàng thì sao chứ rốt của cũng chẳng được ai công nhận thấy vẻ giận dỗi trẻ con của hắn lão kim cười ha hả mắng bảo thằng nhóc con này thật là vậy ngươi muốn ai công nhận là đám môn sinh ngoại viện sao rồi sau đó thế nào võ thiện nhân vốn tính ngoan cố định cứng đầu đáp trả thì lại nghe lão kim nói tiếp tuy lần này nhóc con may mắn lấy được hạng nhất nhưng trong mắt ta đó chỉ là chuyện còn con khi nào ngươi bài danh trên thượng bảng linh bảo mới đáng để hãnh diện muốn làm nên nghiệp lớn là thiên tài chưa đủ mà cần phải là thiên tài trong thiên tài ngươi có hiểu không nghe lão kim thuyết giáo võ thiện nhân thoáng trầm ngâm tâm trạng khá hơn đôi chút thế nào mới là thiên tài trong thiên tài lão kim cười khà nhẹ giọng bảo nhóc con nên biết trong vòng trời này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân núi cao còn có núi cao hơn trên con đường linh giả chỉ được phép tiến lên không được phép dừng lại người hãy tiến vào nội viện đi trong đó thiên tài vô số nếu ngươi có bản lĩnh đè bẹp bọn chúng dưới chân đó mới chân chính là thiên tài trong thiên tài nhìn sắc diện võ thiện nhân lão kim thấu hiểu tâm tư trong lòng hắn liền xuất thủ tuyệt chiêu ta thấy nhóc còn người thông minh đĩnh đạc anh tuấn bất phàm một khi vào nội viện ắt sẽ nổi danh như cồn vạn người kính ngưỡng ngoại viện này chỉ dành cho đám môn sinh tầm thường mà thôi lời lão kim như rót mật vào tai võ thiện nhân nghe xong khí huyết nóng lên bừng bừng khí thế hạ quyết tâm bảo đúng vậy ta phải tiến vào nội viện ta phải cho đám người trong đó biết ai mới là thiên tài đích thực để chuẩn bị cho quá trình tuyển sinh thánh viện sắp xếp một không gian vô cùng rộng lớn nằm ở phía nam của ngoại viện thời điểm này nơi đây hiện lên một biển người nhân số ước chừng đến cả vạn bóng người lúc nha lúc nhúc chen chúc nhau tạo nên tràng cảnh huyên náo dị thường phía xa xa ở một góc khuất xuất hiện thân ảnh một người thanh niên rong dòng cao y phục màu hồng nhạt lưng tựa vào thân cây thần sắc chăm chú quan sát bốn phía kẻ này không ai khác chính là võ thiện nhân sau khi bị lão kim thuyết phục hắn liền nhanh chóng tìm đường đến đây cũng may kỳ tuyển sinh còn chưa có bắt đầu bạn đang xem lưu manh đại đế được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set the ecab phim viết liền không giấu nhé cảnh tượng trước mắt khiến võ thiện nhân choáng ngợp chưa bao giờ hắn chứng kiến một sự kiện đông khủng khiếp thế này nhưng đây vẫn chưa là tất cả võ thiện nhân nghe nói thánh viện vốn chưa ngoại viện thành 8 khu riêng biệt để phân biệt mỗi ngoài viện chọn một màu sắc y phục riêng bao gồm trắng đen xanh đỏ vàng, lục, lam, hồng. Nơi này số lượng thí sinh trên dưới một vạn, nếu tổng chung cả 8 khu chẳng phải vượt qua 8 vạn người sao. Theo lệnh truyền từ Thánh viện, mỗi lần chiêu sinh chỉ chọn lấy hai 000 người, võ thiện nhân thầm nhầm tính, tặc lưỡi bảo, tỷ lệ một trọi 40, loại cạnh tranh này chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt. Càng tìm hiểu sâu, võ thiện nhân càng thấy toát mồ hôi bởi quy mô khủng bố của Thánh viện. Võ thiện nhân ngả lưng vào thân cây, mục quang thỉnh thoảng quét về khoảng không, trong lòng có nhiều suy tính. Theo quy định, tiêu chuẩn cơ bản để tham gia kỳ thi này chính là cảnh giới tối thiểu phải đạt nhân vực cấp 10, tuổi không được quá 18. Bản thân Võ Thiện Nhân hiện là nhân vực cấp 6, đúng lý thì không đủ tư cách dự thi, cũng may Thánh Viện đặt cách cho hắn thông qua. Về nguyên nhân vì sao Thánh Viện lại hành động như vậy thì Võ Thiện Nhân bó tay. Đứng giữa biển người này, Võ Thiện Nhân cảm thấy mình thật quá nhỏ bé. Nhiều ứng viên có tu vi nối bật, cảnh giới phòng trừng đã đến nhân vực cấp 14, 15, không chừng còn xuất hiện cả tướng cấp. Ở độ tuổi này, muốn đạt đến tướng cấp không hề dễ dàng, những kẻ đó, hoặc thiên phú kinh người, hoặc là con cháu đại gia tộc nào đó mới dư đủ tiềm lực bồi dưỡng ra. Trong khoảng không gian rộng lớn, thánh viện cho xây dựng một đài khảo thí vô cùng bề thế, thạch đài cao trăm trượng, đường kính khoảng 70, 80 trượng, đài xây hình tròn, vây quanh có tám cửa thông thẳng xuống mặt đất tương ứng với tám quẻ nằm trong bát quái trận đồ. Trên thạch đài, ở một vị trí có bày biện hai bộ bàn ghế, hiển nhiên là nơi an tọa của giám khảo kỳ thi. Sau khi đã an bài toàn bộ thí sinh theo đúng vị trí, đến quá trưa, đột nhiên một tiếng chuông thanh thúy vang lên. Không để mọi người đợi lâu, từ khoảng xa đột nhiên xuất hiện chuồng sáng bằng bạc. Mau nhìn xem, cường giả thánh viện đang đến. Lăng Không phi hành, là cường giả vương cấp. Cường giả vương cấp sao? Cảnh giới vương cấp là cấp bậc đại biểu cho linh giả bước chân vào con đường cường giả, là mục tiêu phấn đấu của hàng vạn con người có mặt ở đây. Cảnh tượng vạn người kính ngưỡng, khiến võ thiện nhân trong lòng kích động nhất định một ngày nào đó ta cũng sẽ oai phong như vậy. Mọi người trở nên sụp sôi, hứng mục quang chờ đợi. Hàng vạn con mắt chăm chú quan sát, thấy chùm sáng trên bầu trời, nhanh chóng tiến đến, rồi vọt thẳng xuống thạch tài, biến thành bốn thân ảnh. Trong đó, đi đầu là hai vị lão nhân một gầy một béo. Võ thiện nhân nhìn qua liền nhận ra danh tính hai người này, chính là Hoàng trưởng lão và quân trưởng lão. Phía sau, một nam nhân độ tuổi trung niên gương mặt cương nghị, y phục màu xám cho, đặc biệt là thân hình tròn vo trông như một núi thịt. Còn lại là một bóng hình xinh đẹp thành thục, từ vóc dáng, gương mặt, bước đi đều toát lên vẻ quyến rũ, pha lẫn khí chất của một người phụ nữ trưởng thành. Nàng khoác trên mình bộ y phục mỏng manh, phần trên ôm sát thân, hai tà xẻ đến vòng eo lộ ra da, da thịt trắng nõn nà, mái tóc đen nhánh, gọn gàng ôm lấy gương mặt đầy đặn, đôi mắt lấp lánh như sao, chiếc mũi cao cao cân xứng với khuôn mặt. Nhìn tà áo dài thướt tha khiêu gợi, đám nam sinh hai mắt như bốc hỏa, có kẻ nước miếng chảy ròng ròng con bà nó đẹp quá đi võ thiện nhân tròn mắt thầm cảm thán trước dung mạo xinh đẹp thiên kiều bá mị của đối phương hít một ngụm khí lạnh võ thiện nhân liền phóng cảm ứng lên thăm dò nhưng đáng tiếc với cảnh giới nhân vực cấp 6 quá bé nhỏ của hắn chỉ mơ màng nhận thấy xung quanh cơ thể họ tản ra một cỗ linh khí mờ ảo căn bản không thể tiến tới dò xét không biết do cảm ứng hay ngẫu nhiên ánh mắt vị mỹ nhân kia như có như không quét qua đúng ngay vị trí của võ thiện nhân đối diện ánh mắt này trái tim hắn chút xíu thì nhảy ra ngoài cảm giác toàn thân như bị lột trần trước mặt đối phương cũng may chỉ dừng trong thoáng chốc ánh mắt của nàng đã rời đi ngay mẹ nó chỉ là một ánh mắt mà làm ta sợ muốn té đái thật là quá đáng võ thiện nhân toát mồ hôi chửi thầm vài câu một lát quân trưởng lão quét nhìn xuống đám thí sinh rồi cất giọng sang sảng quát tất cả im lặng cho ta không khí vốn đang huyên náo liền lập tức im bặt không một ai dám mở miệng hò hét nữa quân trưởng lão hài lòng hướng qua hoàng trưởng lão rồi nói hai người chúng ta là trưởng lão trưởng quản ngoại viện số 8 này là người sẽ trực tiếp kiểm tra các ngươi ngừng lại đôi chút quân trưởng lão khẽ đi động thân hình về sau cúi gập đầu trước nam nhân trung niên áo xám và nữ nhân xinh đẹp cung kính nói còn đây là lê châu đại trưởng lão và thảo linh đường chủ đều là đại nhân vật trong thánh viện ta vì vậy các ngươi hãy cố gắng biểu hiện cho tốt lê châu đại trưởng lão hình như ta từng nghe gia phụ nói đây chính là vị đại trưởng lão trưởng quản linh bảo phong Linh Bảo Phong sao? Đúng vậy, trong thánh viện có 5 ngọn chủ phong, mà Linh Bảo Phong chính nằm trong số đó. Nghe nói đứng đầu mỗi chủ phong đều là cường giả thần cấp. Cái gì? Cường giả thần cấp? Vậy mà lại xuất hiện ở đây sao? Còn vị thảo linh đường chủ kia, có lẽ cảnh giới tu luyện rất cao. Võ thiện nhân dòng tai lắng nghe đám người xung quanh, thì thầm bàn luận, trong lòng trượt nảy sinh một dự cảm kỳ lạ. Đến đây, quân trưởng lão nghiêm giọng nói, bây giờ sẽ chính thức tiến hành kiểm tra. Một vạn thí sinh chia thành 8 cửa theo càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, gấn, hôn. Như vậy mỗi cửa sẽ có ba ngàn người, cứ theo thứ tự mỗi lượt 8 người bước lên đài dự thi. Được rồi, các người hãy chuẩn bị tinh thần đi. Lời nói của quân trưởng lão ẩn chứa linh lực hùng hồn, dù đứng ở bất kỳ vị trí nào cũng đều nghe rất rõ ràng. Theo quy định thánh viện đề ra, nếu muốn thông qua kiểm tra thành công, thí sinh sở hữu linh mạch hạ phẩm, trung phẩm cần chứng tỏ bản thân thật nổi bật linh mạch thượng phẩm linh mạch siêu việt sẽ được ưu tiên tuyển thẳng đặc biệt nếu là linh mạch hoàn mỹ sẽ lập tức được phong thành thiếu tổ lão kim từng bảo võ thiện nhân sở hữu hai loại linh mạch là thổ linh mạch và mộc linh mạch dựa vào tu vi cảnh giới nhân vực cấp 6 hiện tại muốn đi vào nội viện là vô cùng khó võ thiện nhân còn đang cho mày suy ngẫm phương cách thì đúng lúc này giọng hoàng trưởng lão bỗng vang lên theo thông lệ nếu là người xếp trong mười hạng đầu hạ bằng linh bảo sẽ nhận đặc cách vào thẳng nội viện ngoại viện số 8 của chúng ta kỳ này có ba người đạt đủ tư cách hạng ba hạ bảng lê đình mẫn hạng hai hạ bảng thanh hằng hạng nhất hạ bảng lão đại sau khi kết thúc ba người hãy đến tìm gặp ta hoàng trưởng lão khi nhắc đến cái tên cuối cùng lão đại khuôn mặt biến hóa khó coi vô cùng đặc sắc lời vừa dứt bên dưới liền bùng nổ một tràng huyên náo một gã thiếu niên nhỏ giọng hỏi hạ bảng linh bảo đó là cái gì vậy người bên cạnh nghe vậy liền cười bảo người từ ngoài vào nên không biết đó là linh bảo đường dành cho môn sinh ngoại viện khảo thí về thiên phú linh bảo ở một nơi gã nam sinh lê đình mẫn đang được không ít người vây quanh chúc mừng có điều hắn lại không hề cảm thấy cao hứng chút nào thần sắc tỏ vẻ nghi hoặc cách đó không xa hiện lên thân ảnh của thanh hàng sư tỷ nàng khẽ cho mày cảm giác có điều gì đó dường như không đúng mấy ngày trước nàng đã thành công tấn cấp hạng nhất trên hạ bảng tại sao bây giờ lại trở về hạng hai người hạng nhất hoàng trưởng lão nói là lão đại người này là ai Tại sao trước nay chưa từng nghe danh? Không lẽ hắn một hơi tiến thẳng vào hạ bảng linh bảo sao? Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán, vui mừng nhất trong chuyện này, không ai khác chính là võ thiện nhân. Hắn nhảy cẫng lên, cười toe toét, phấn kích muốn hét thật lớn. Ta chính là lão đại đây. Cơ mà, lời chưa kịp thốt ra thì bên tai, chợt truyền đến một đoạn hội thoại kinh dị. Ủa, không phải bài danh hạng nhất phải là thanh hàng sư tỷ sao? Đúng vậy, còn có Lê Đình Mẫn Sư Huynh, vài ngày trước đã thăng hạng hai hạ bảng mà theo ta thấy chắc là có người vừa mới thành công tấn cấp con mẹ nó dám vượt mặt thanh hằng sư tỷ vậy cũng thôi đi nhưng mà hắn lại để tên là lão đại hắn muốn làm lão đại của tất cả chúng ta sao người này thật là quá ngông cuồng hắn muốn sỉ nhục toàn bộ môn sinh ngoại viện chúng ta khốn kiếp nhất định phải tìm cho ra hắn ta phải lột ra hắn xem hắn còn dám vỗ ngực xưng tên lão đại nữa hay không đúng vậy chúng ta và tên lão đại đó thể không đội trời chung chúng ta và tên lão đại đó thể không đội trời chung chúng ta và tên lão đại đó thể không đội trời chung nghe đám môn sinh hô hào võ thiện nhân giật thót mình đầu óc choáng váng trong bụng chửi loạn con bà nó loạn rồi loạn rồi chẳng phải chỉ là một cái tên thôi sao lũ đầu đất các ngươi bị đần hả hắn khóc không thành tiếng cảm thấy nhất định bản thân mình không có duyên với tấm bia hạ bảng linh bỏ đó không cam tâm hắn liền đánh bạo nói nhỏ chen ngang vào ta thấy cái tên lão đại cũng oai phong đó chứ tức thì một gã nam sinh cao to lực lưỡng quát lớn người nói cái gì có phải muốn bênh vực tên khốn kiếp đó không các huynh đệ chúng ta đập cho người này một trận thấy bọn họ hùng hổ sấn đến có ý định xuống tay thật võ thiện nhân hại quá vội chữa lại không không người anh em nghe nhầm rồi ta bảo là cái tên lão đại nghe rất thối thối không ngửi được nếu biết hắn là ai ta sẽ là người đầu tiên xử hắn ha ha đúng vậy lão đại chính là kẻ thù chung của chúng ta gã nam sinh hài lòng Khoát vai Võ Thiện Nhân vỗ vỗ vài cái. Đến nước này, Võ Thiện Nhân không còn cách nào khác ngoài im lặng, trong lòng ủy khuất khôn tả, liền mang tổ tông 18 đời những người ở đây ân cần hỏi thăm mấy lượt. Nhưng suy cho cùng, thì đây chính là một con bài tẩy, bản thân hắn đã chắc xuất vào nội viện rồi. Lúc này, trên thạch đài, hai người Lê Châu đại trưởng lão và Thảo Linh đường chủ đã an vị trên ghế, bên cạnh họ, Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão phân thành tả hữu mỗi người một bên. Sau một hồi chuông ngân vang như sấm động, dưới sự sắp xếp của hai trưởng lão quân hoàng lần lượt các thí sinh bước lên thạch đài dự thi mỗi thí sinh sẽ trải qua hai vòng kiểm tra một là về thể chất và hai là linh mạch về thể chất tuy không trọng yếu như linh mạch nhưng lại là mấu chốt trong việc phân loại thí sinh ví như hai người đều sở hữu một loại hoặc hai loại linh mạch thì người nào có thể chất tốt sẽ chứng minh tiềm chất phát triển cao hơn cụ thể trên thạch đài có một chiếc trống cực lớn thí sinh chỉ cần dùng hết sức đánh vào mặt trống ngay tức khắc trên đó sẽ hiện ra một con số nếu 100 trở lên được tính là đạt tiêu chuẩn. Kế đến, có một tấm thảm rộng hơn 10 trượng được trải dài trên nền đài, mặt thảm có một đồ án theo hình lưỡng nghi bắt quái, thí sinh đứng trên tấm thảm càng lâu thì năng lực phòng ngự được đánh giá càng cao, tối thiểu cần duy trì mười nhịp hô hấp. Nhìn có vẻ đơn giản là vậy, nhưng sau 10 lượt đầu không ngờ chỉ 35 người đạt tiêu chuẩn. Lại thêm 10 lượt tiếp theo, 80 người và kết quả là 47 thí sinh vượt qua, hiện tại số điểm số cao nhất hiện trên mặt trống là 106 điểm điểm phòng ngự là 11 nhịp hô hấp. Cuộc kiểm tra diễn ra rất chóng vánh, hơn 3 canh giờ sau, số lượng thí sinh đã vơi quá nửa. Trên trung tâm thạch đài, hai người Lê Châu và Thảo Linh đều tỏ vẻ hờ hững. Hiện tại, đây mới chỉ là kiểm tra về mặt thể chất, quan trọng nhất vẫn là linh mạch xếp thứ hạng nào. Ở một góc xa, võ thiện nhân bình thản theo dõi mọi diễn biến, hắn đang cân nhắc có nên thử tham gia khảo nghiệm hay không. Lão Kim, ngươi nói xem ta có thể vượt qua được vòng này hay không chiếc trống và tấm thảm kia có vẻ không tầm thường một lát giọng lão kim mang vẻ lười biếng cất lên đó chính là những vật phẩm do linh cụ sư sáng chế dùng để kiểm tra tiềm lực thí sinh người đừng coi thường chiếc trống đó dù là vương cấp sơ kỳ muốn phá hủy cũng không phải dễ dàng đâu theo ta cảm nhận nhân vực cấp 11, 12 muốn đạt 100 điểm hy vọng không lớn, nhất định phải có bản lĩnh thực sự. Còn tấm thảm kia khi ngươi tiến vào lập tức sẽ sinh ra trọng lực cực lớn, muốn đứng vững trong đó rất khó khăn đấy phóng mắt hơn vạn người ở đây phòng trừng chỉ được phân nửa vượt qua thôi. Nghe lão Kim giải thích, võ thiện nhân há hốc mồm, nói như vậy chẳng phải bảo hắn không có cơ hội ư. Như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu hắn, lão Kim cười bảo, tuy nhóc con mới chỉ ở nhân vực cấp 6 nhưng tu luyện ngũ hành linh quyết, còn có ngũ hành giới chỉ trợ giúp nên xét thực lực không kém so với nhân vực cấp 7, cấp 8. Nếu dùng hết sức tung ra một đòn chắc là cũng có chút hy vọng kiếm 100 điểm, nhưng còn cái tấm thảm kia, mười nhịp thở, hay là quên đi nghe lão khiêu khích võ thiện nhân liền đen mặt bảo khinh người quá đáng lão giả thối vậy thì lão chống mắt mà xem ta xuất chiêu luyên thuyên một hồi rốt cuộc chẳng thấy lão đưa ra được ý kiến gì hay ho võ thiện nhân tin rằng nếu bản thân đến đây trước vài năm thì bằng ấy thời gian thực lực sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều bỗng nhiên đám người xung quanh đột nhiên náo loạn âm thanh kinh hô vang khắp mọi nơi con mẹ nó kẻ kia đánh được 168 điểm hắn là quái vật phương nào vậy mấy năm trước Nghe nói, một gã tướng cấp sơ kỳ đánh chống đạt 182 điểm. Vậy thì tên trên đài kia có lẽ đã ở nhân vực cấp 15. Ta biết hắn, hắn tên là Trần Công Minh. Là thiếu gia họ Trần sao, quả nhiên có bản lĩnh hơn người. Những tiếng ồn ào bán tán, bao ánh mắt hướng về gã nam sinh trên đài, hâm mộ có, kinh sợ có và ghen tị càng chiếm nhiều hơn. Chỉ một lát, sự bùng nổ lại vang lên, không ngờ gã thanh niên có thể đứng trong trận đồ vừa vặn 16 nhịp hô hấp. Võ thiện nhân nheo mắt nhìn, trong lòng phiền muộn, bĩu môi thầm bảo, vậy thì có gì hay chứ? Các ngươi xem lão đại ta được đặt cách vào thằng nội viện đây này. Càng về sau, những nhân vật lợi hại xuất hiện càng nhiều, núi cao còn núi khác cao hơn, đáng sợ nhất là một thiếu nữ tuyệt sắc tên Nguyễn Hoàng Yến, kết quả đạt 208 điểm đánh trống và 23 nhịp hô hấp đứng trong trận đồ. Thành tích này khiến toàn thể chúng nhân súng động, theo nhầm tính, có khả năng thiếu nữ đã đạt đến tướng cấp hậu kỳ, thiên phú tu luyện bậc này không khác nào yêu nghiệt, Xét trên đồng hòa tinh cũng được coi là tuyệt đối khủng bố. Theo thời gian số lượng thí sinh cứ thế vơi dần, hiện chưa kiểm tra chỉ còn khoảng một ngàn người. Đứng dưới tán cây, võ thiện nhân ưỡn thẳng lưng, phủi lớp bụi vương trên áo, tiến bước về phía thạch đài. Đứng trên cao, mái tóc võ thiện nhân phất phơ bay, trong gió, gương mặt có nét anh Tuấn, tiêu xài bất phàm. Võ thiện nhân tiến đến gần, cúi đầu cung kính nói, đệ tử võ thiện nhân ra mắt các vị trưởng lão quân trưởng lão và hoàng trưởng lão liền lập tức nhận ra hắn linh thức khẽ đảo qua người võ thiện nhân quân trưởng lão gật đầu bảo ồ sau một năm đã tiến bộ đến nhân vực cấp 6, không tệ võ thiện nhân khẽ giật mình không ngờ ngay cả tu vi cảnh giới của bản thân cũng bị đối phương nhìn thấu tiền bối quá khen chỉ là may mắn thôi mọi người vốn không chú ý đến võ thiện nhân nhưng khi nghe xong câu nói của quân trưởng lão bỗng một tiếng kinh hô phát ra từ hàng đầu nơi gần nhất với thạch đài hả không phải ta nghe nhầm chứ, một đứa nhân vật cấp 6 cũng dám vác mặt lên đài dự thi. Ha ha ha. Gã thanh niên vừa cất tiếng liền thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, lập tức, cả ngàn con mắt phóng vút về phía võ thiện nhân, sau đó, ai nấy phá lên cười hô hố như đang bắt gặp một trò vui. Kỳ thi năm nay quả nhiên nhiều chuyện lạ, chuyến đi này mở mang tầm mắt không ít. Ha ha. Một gã thanh niên nước da đen đối gãi đầu thắc mắc, "Không phải thánh viện quy định cần đạt nhân vật cấp 10 mới đủ tiêu chuẩn tham gia sao?" gã đồng bạn kế bên nước mắt nhắc nhở ta thấy hắn có thể là con ông cháu cha đó cẩn thận tai bay vạ gió cái miệng làm hại cái thân nghe vậy lại thêm một người khác chen vào thánh viện không bao giờ làm ra hành vi đáng xấu hổ đó dù có cũng không công khai thế này nhất định là có ẩn tình bên trong chúng ta cứ chờ đợi xem kết quả thế nào sự chấn động bởi kết quả cao ngất ngường của mấy thí sinh đầu bảng nếu so với việc một tên nhân vực cấp 6 lên đài xem ra chẳng hơn thua bao nhiêu với đám người thiên tài kia Khoảng cách chênh lệch quá xa khiến đám thí sinh bên dưới chỉ dám bày tỏ ngưỡng mộ và ganh tị. Nhưng với trường hợp của Võ Thiện Nhân thì hay rồi, hắn mới chỉ ở cảnh giới nhân vực cấp 6 nên chẳng ai kiêng dè gì cả. Chúng thí sinh nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, còn có nhiều kẻ vốn đang phẫn uất vì thành tích kém cỏi của bản thân, liền lấy Võ Thiện Nhân làm nơi chút giận, chửi bới thậm tệ. Cảm giác trà đạp lên kẻ khác thật là thống khoái. Trong đám đông, một gã thanh niên chăm chú quan sát diễn biến trên thạch đài, khẽ nhan chán lẩm bẩm, người này hình như ta đã từng nghe qua ở đâu rồi. Bỗng nhiên, hắn vội hét lên, võ thiện nhân, chính là hắn rồi. Một vài người đứng gần liền khẩn trương chạy đến nghe ngóng, gã thanh niên thấy nhiều người bu lại xung quanh liền vênh mặt nói. Đám các ngươi vốn từ ngoài đến nên sự kiện chấn động xảy ra gần đây trong thánh viện dĩ nhiên không ai hay. Gã thanh niên này cảnh giới nhân vực cấp 10, ngoại hình hắn xấu xí khó coi, ngày thường không ai thèm để mắt, nay bỗng trở thành tâm điểm chú ý, thì trong lòng đắc chí, hãnh diện mười phần khoảng hơn một năm trước thánh viện tổ chức nghi lễ tế thần đây là sự kiện trọng đại trăm năm mới diễn ra nên thánh viện triệu tập toàn bộ môn sinh về đại quảng trường nghi lễ đang diễn ra suôn sẻ thì đột nhiên trên không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ rồi chớp mắt vọt ra một thân ảnh với một tảng đá cái gì một tảng đá sao mấy người bên cạnh nghi hoặc hỏi gã thanh niên sợ mọi người không tin vội nạt nộ ta không dư hơi mà đi nói đùa với các người lúc đó các hộ pháp Đường chủ cho đến trưởng lão trong thánh viện đều biến sắc, nhưng chưa kịp hành động thì vòng xoáy đã tan biến, bỏ lại một gã thanh niên bất tỉnh trên mặt đất. Gã thanh niên ngừng một nhịp, nhấp vội một ngụm nước bọt rồi vung tay nói tiếp, ngay lúc ấy, viện chủ liền ra lệnh mang hắn vào nội điện để kiểm tra, sau đó không thấy tin tức gì truyền ra ngoài, rồi cũng lắng xuống không còn ai nhớ đến nữa. Về sau hắn được chuyển đến ngoại viện số 8, mấy tháng trước ta có cùng Lưu sư huynh, đệ tử của quân trưởng lão nói chuyện nên mới biết được chuyện này, ta còn nghe nói hắn không phải là người ở an ký tây đại lục kể xong gã thanh niên đắc ý cười ha hả cảm thấy khả năng diễn giải của mình quá cao minh nghe tiếng cười bỗng một tiếng hừ lạnh cắt ngang người cầm miệng lại cho ta gã môn sinh ngoại viện đang hoành hoang bỗng bị tạt ngay gáo nước vào mặt đùng đùng nổi giận muốn tung một đấm vào mõm chó tên phá bĩnh kia nhưng khi nhìn rõ mặt mũi đối phương thì lông tóc dựng đứng lên miệng ngậm tâm không dám hó hé nửa lời nhân vật này chính là trần công minh vừa rồi hắn đạt 168 điểm gây nên oanh động không nhỏ. Trần Công Minh vốn là một thí sinh nổi bật trong cuộc thi, khi ở gia tộc quy danh cực thịnh, già trẻ lớn bé đều coi hắn như bảo bối, thành tích trên đài cũng cực cao, khiến hắn vô cùng hài lòng. Chỉ là hắn chưa kịp tận hưởng vinh quang ấy bao lâu thì đã bị mấy nhân vật khủng bố phía sau cướp mất, thế nên trong lòng bực tức khó chịu, chưa tìm được chỗ xả, vô tình đi qua nơi này, nghe được câu chuyện, xui xẻo cho gã môn sinh bị giận cá chém thớt. Còn chuyện gì nữa không? gã môn sinh lần này không dám hùng hổ nữa ngoan ngoãn như thỏ con nói ta vốn chỉ là một môn sinh ở ngoại viện nên diễn biến cụ thể ra sao không rõ ràng lắm giữa tiếng xì xèo bàn tán bên tai lần đầu tiên nhận được nhiều sự chú ý đến vậy võ thiện nhân có phần hoảng sợ nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh ở đây còn có chư vị trưởng lão đám người kia dù gan lớn bằng trời cũng không dám làm sằng làm bậy vậy nên võ thiện nhân lấy lại tự tin liền quay xuống nhìn đám thí sinh bên dưới nở một nụ cười toe toét trông rất gợi đòn. Hắn còn hung hăng trừng mắt với một vài tên nam sinh, đối với chuyện võ mồm, võ mắt này, võ thiện nhân đếch sợ bố con thằng nào hết. Đấu mắt với ta sao, các người không có cửa đâu, hắc hắc. Lúc này, đứng bên cạnh, quân trưởng lão đang đắn đo cân nhắc, trong đầu lão suy đoán, các năm trước vốn chỉ cần trưởng lão ngoại viện cùng một đường chủ chủ trì kỳ tuyển sinh. Vậy mà năm nay khu vực của hắn quản lý đột nhiên lại xuất hiện Lê Châu Đại trưởng Lão, nhiều khả năng liên quan đến võ thiện nhân này việc võ thiện nhân được đặc cách tham dự đã là chuyện lạ ai biết được thâm ý của thánh viện ra sao quân trưởng lão không dám phỏng đoán bậy bạ vội đưa mắt về phía lê châu đại trưởng lão núi thịt lê châu đại trưởng lão khẽ động đậy phóng linh thức về phía võ thiện nhân như kiểm tra gì đó một lát khuôn mặt hắn giãn ra nhìn quân trưởng lão khẽ mấp máy môi chẳng biết hắn truyền đạt những gì chỉ thấy quân trưởng lão cung kính vâng dạ liền đó quay sang nói với võ thiện nhân được rồi vậy người hãy tiến lên kiểm tra nói đoạn hắn vung tay chỉ về phía đặt trước trống phía bên dưới đám thí sinh ngơ ngác mặt dại ra chẳng hiểu đầu cua tay nheo thế nào nhìn thái độ khác lạ của chư vị trưởng lão một số người thẩm đoán võ thiện nhân có quan hệ đặc biệt với thánh viện trái ngược với cảnh tượng ồn ào huyên náo bên dưới võ thiện nhân tiêu sái bước từng bước trên thạch đài cách chiếc trống khoảng một sải tay hắn dừng lại hít một hơi thật sâu trong lòng thầm bảo đám các ngươi dám khinh thường ta mở mắt xem lão đại gia uy đây các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.